Chiến thần Đại Sở Sở Huyền thần võ công cao cường một mình dẹp loạn lũ phản tặc giúp triều đình bình yên được Thánh Thương phong làm Ly Vương. Ban ngự hôn cho chính thất là Vân Nhược Nguyệt còn chắc thất là Nam Cung Nhu. Thế nhưng chính thất Vân Nhược Nguyệt vì không cam chịu số phận nên đã uống thuốc độc quyên sinh bản thân. Nhưng khi cô mở mắt tỉnh lại thì lại là một con người hoàn toàn khác, nhận ra bản thân đã xuyên không trở về thời Trung Cổ đóng làm nhân vật cổ trang khiến nữ chính lấy làm háo hức. Nhưng đời không như mơ khi trên gương mặt của Vân Nhược Nguyệt xuất hiện rất nhiều mụn nhọt làm cô nàng vô cùng đau khổ. Ở một diễn biến khác thì ra đám thích khách phản loạn kia lại là người của Hoàng đế Sở Diệu sắp xếp toàn ám sát Sở Huyền Thần. Kế hoạch vừa rồi thất bại, ông ta đã sớm lên một kế hoạch khác bằng hai mối hôn ước để kìm kẹp Sở Huyền Thần tìm cơ hội hành thích lần tiếp theo. Bên này giờ lành sắp đến mà đoàn đưa dâu của Vân Nhược Nguyệt bị chặn mà chậm trễ không hoàn thành sẽ dính tội kháng chỉ Chu Di cửu tộc. Thế là cô nàng nhanh trí cưỡi ngựa phi tới lễ đường của Sở phủ để kịp giờ làm lễ. Vừa tới nơi Vân Nhược Nguyệt suýt thì bị ngã, may mắn Sở Huyền Thần đã phi thân tới đỡ cô nàng. Khăn che mặt cũng bay ra làm ai cũng ngạc nhiên vì gương mặt của Nhược Nguyệt đã trở lên xinh đẹp một cách lạ thường. Còn đẹp hơn cả Trác Thất Nam Cung Nhu, khi nha hoàn Tiểu Phương chạy đến Sở phủ thì nghi thức bái đường đang được diễn ra. Nhược Nguyệt còn cảm thấy rất thích thú với kiểu hành lễ bái đường này vì nó giống hệt với những bộ phim cổ trang mà cô từng xem. Nha hoàn Tiểu Phương nốc cạn một ly rượu bỗng chốc cô bị hoán đổi thân phận. Thì ra tài xế Triệu cũng đã xuyên không về thế giới cổ trang này và đang cảm thấy rất bất công khi bản thân lại hóa thành thân xác nữ nhân. Nhớ lại khoảng thời gian trước đó khi cả hai còn ở thế giới thực, họ cùng ở trong đội giải cứu người bị nạn. Một nhóm người chụp ảnh cưới không may gặp sự cố nên Vân Nhược Nguyệt đã ra tay cứu chữa. Trên xe cấp cứu tới bệnh viện, Vân Nhược Nguyệt đã dùng máy kích tim và vô tình bị xuyên không. Ở trong kiệu hoa, Vân Nhược Nguyệt đang lo lắng vì vết mụn nhọt trên gương mặt mình thì một giọng nói vang lên, đó chính là hệ thống Tiểu Thất. Nó đưa ra một điều kiện để Vân Nhược Nguyệt có thể trở về thế giới cũ, đó là phải cứu thoát vạn dân khỏi cảnh chết chóc ở thế giới cổ trang này. Tiện trong bảng hệ thống có thuốc nên Vân Nhược Nguyệt đã sử dụng nó rồi, chuyện thành ra thế này đây. Việc tiếp theo cần làm, tài xế Triệu muốn Nhược Nguyệt làm theo quy trình đó là động phòng trang sủng rồi đánh phản diện giành lấy vinh quang. Thế là tối đó Nhược Nguyệt chủ động tới thư phòng của Sở Huyền Thần để nói chuyện. Cô biết Huyền Thần không muốn lấy mình và cô cũng vậy. Nhưng ở ngoài có rất nhiều tai mắt đồn thổi những chuyện không hay nên dù có thế nào thì đêm nay cả hai cũng phải ở chung một phòng. Nhất định là chỉ một đêm thôi, không có hơn. Trong khi đó Trác Phi Nam Cung Nhu buồn bã ở bên ngoài chờ đợi cam chịu số phận ông trời sắp đặt phục vụ chính thất. Ở trong khuê phòng, Sở Huyền Thần gọi Nhược Nguyệt lại gần giường rồi kéo đè cô xuống. Nam Cung Nhu ở ngoài chờ trực thấy cảnh đó thì trong lòng vô cùng khó chịu. Sở Huyền Thần làm như vậy vì anh phát hiện trên mái nhà có một thích khách đang âm thầm theo dõi. Anh nhẹ nhàng rút cây châm trên đầu Nhược Nguyệt rồi phóng thẳng về phía tên thích khách. Tên này bị lộ hành tung nên rút hàng nóng ra tay toan tiêu diệt Huyền Thần. Các thị về trong phủ thấy có biến lập tức xông tới hỗ trợ. Tên thích khách thấy có biến xông ra cửa thoát thân thì gặp thị vệ chặn lại. Vô tình Trác Phi trẹo chân lao vào thị vệ nên tên thích khách đã có cơ hội đả thương thị vệ rồi phi thân trốn thoát. Cũng may vết thương của thị vệ chỉ ngoài da nên không cần lo lắng. Lúc này quan viên của đại lý tự dẫn lính tới ra lệnh bắt thị vệ kia vì tội không bảo vệ tốt cho Ly Vương trong ngày lễ thành thân. Vì không muốn làm lớn chuyện nên thị vệ Mạnh Trúc cam chịu bị áp giải về xử tội. Nhược Nguyệt tự động đi cùng để điều tra vì cô đã thay mặt tên thích khách đó. Huyền Thần nhận ra thanh kiếm tên thích khách làm rơi có tẩm độc nên vội truyền đại phu tới đại lý tự để cứu người của mình. Khi Huyền Thần tới đại lý tự, anh thấy thị vệ Mạnh Trúc không hề có vấn đề gì về sức khỏe. Thì ra trước đó Nhược Nguyệt đã phát hiện Mạnh Trúc bị trúng độc nên mới đồng ý đi theo tới nhà giam. Sau đó cô dùng hệ thống của Tiểu Thất đổi thuốc giải để cứu Mạnh Trúc. Cảm thán nó không khác gì một bệnh viện thu nhỏ, thứ gì cũng có sẵn hết. Khi Huyền Thần muốn đưa người của mình rời khỏi nhà giam thì quan khanh đại lý tự tới ngăn cản. Hành động cướp người ở ngay trên đất đại lý tự thất là vô lễ và đáng xử phạt. Lúc này lính đại lý tự bắt được tên thích khách áp giải về. Hắn ta mạnh miệng tố giác thuộc hạ của Huyền Thần là người đã thuê để hành thích. Thuốc độc cũng là do Mạnh Trúc đưa nên quan khanh Uông Bành đã sai người tới Ly Vương Phủ để tìm tang chứng. Hôm sau buổi xét xử diễn ra, bên đại lý tự đã tìm được một ít cánh hoa linh lan trong phòng của Mạnh Trúc. Họ định kết luận Mạnh Trúc có tội thì Nhược Nguyệt đã đứng ra bênh vực. Nói hoa linh lan chỉ khiến người ta chóng mặt buồn nôn chứ không như độc trên thanh kiếm sẽ khiến người ta da rẻ đen tím rồi dẫn tới tử vong. Đã thế cô còn mạnh dạn ăn một cánh hoa để chứng minh cho câu nói của mình và quả thật là chỉ có hơi chóng mặt một chút. Làm gì có tên thích khách nào đi ám sát lại dùng loại độc yếu như thế này. Tên thích khách thấy bị lộ nên đã thoát khỏi dây trói rồi tấn công Huyền Thần sau đó tẩu thoát. Đại lý tự lúc này mới nhận thấy đã bắt nhầm người nên đồng ý thả tự do. Trên đường về, Huyền Thần bỗng lên cơn bệnh. Phát hiện trên y phục của anh có một lỗ kim châm thì ra là do tên thích khách đã lén ra tay. Cũng may thuốc giải của Nhược Nguyệt vẫn còn nên Huyền Thần tạm thời giữ được mạng. Trở về Ly Vương Phủ, do trúng độc nên bệnh cũ của Huyền Thần tái phát dẫn tới bất tỉnh nhân sự. Cô chuẩn đoán bệnh này của anh xuất phát từ thời gian chinh chiến ở khu vực đầm lầy nên kiểm tra hệ thống cần thuốc tiêm tĩnh mạch thì mới khỏi được.
nhưng số dư trong hệ thống không đủ nên cô đành dùng thuốc để giúp anh cầm cự. Việc ám sát Ly Vương thất bại khiến hoàng đế vô cùng tức giận, yêu cầu Ngự Lâm quân bao vây Ly Vương phủ nội bất xuất ngoại bất nhập. Ở bên này, để tăng thêm điểm tích lũy, Nhược Nguyệt đi giúp đỡ nha hoàn trong vương phủ chẩn đoán bệnh, nhưng thành công thì cũng chỉ được cộng có 3 điểm không bỏ. Thế là cô tính ra ngoài để hành hiệp cứu nhiều người hơn thì bị lính Ngự Lâm chặn lại. Đây là chỉ dụ của hoàng đế, không ai được phép rời khỏi vương phủ. Không chịu thua, Nhược Nguyệt cho nha hoàn Tiểu Phượng Nốc cạn chén rượu để bản thể của tài xế Triệu lộ diện và nhờ ông ta giúp đỡ. Quả nhiên là được việc, khi tài xế Triệu đã khiến đám Ngự Lâm quân mất cảnh giác rồi, nhân cơ hội Nhược Nguyệt lẻn ra ngoài xe đoàn xe chở phân. Cô nàng ra phố tới trước cửa một tiệm thuốc, gặp một lão bá tới đây khám, cô sẽ khám cho lão bá đó miễn phí nên lão lập tức đồng ý luôn. Sau khi chẩn đoán thành công, lão bá rất vui rồi cô nàng tiếp tục xem bệnh cho mọi người xung quanh. Đám đông tập trung trước cửa tiệm thuốc để Nhược Nguyệt xem bệnh ngày càng đông. Bên trong lão đại phu chờ mãi không thấy mống khách nào thì lấy làm lạ. Đệ tử báo tin có người hành y ngay trước quán của lão ta, không lấy tiền thì cay điên. Lão Chu đại phu liền ra xem kẻ đó là ai mà dám hiên ngang cướp miếng cơm của lão. Nhược Nguyệt nhận ra đã gặp phải cọp nên vội vàng lấp liếm hành động, vội kéo một bệnh nhân khác vừa chạy vừa chẩn đoán để lấy đủ số điểm cần có. Khi đã đủ điểm tích lũy để đổi lấy huyết thanh, Nhược Nguyệt lập tức dùng thiết bị để giải độc cho huyền thần. Trong khi đó, tài xế Triệu ở bên ngoài đối phó với đám người của Trác Phi Nam Cung Nhu không cho họ vào trong. Nhưng sau đó Nhược Nguyệt lại phủ nhận việc đã cứu sống Ly Vương mà để hết công lao đó cho Trác Phi Nam Cung Nhu. Tài xế Triệu rất bất bình với việc công làm quạ hưởng đó, nhưng Nhược Nguyệt vẫn vui vẻ vì dù sao khi xong nhiệm vụ cả hai cũng sẽ trở về thế giới thực, không cần sân si làm gì cho mệt. Hoàng thượng biết tan huyền thần đã được cứu thì rất tức giận, đã thế còn chưa động phòng với Vương Phi nào nên ông ta ra lệnh bơm cho huyền thần ít đồ. Thế là Triệu Công Công đem tới rất nhiều đồ bổ và rượu quý, nói là Hoàng thương ban thưởng để giải xui và Ly Vương mau chóng có điệt tôn để Hoàng thương còn bế. Sau khi Triệu Công Công ra về, huyền thần giao cho Trác Phi sẽ lên thực đơn cho buổi yến tiệc tối nay. Còn về phần Nhược Nguyệt, anh nhờ cô giữ chân Tấn Vương nửa nén hương, nhưng cô nàng nói để còn phải xem xét, tối đó trong buổi yến tiệc phu thê Tấn Vương có mặt để chúc mừng. Tài xế Triệu ra mặt làm một màn tấu hài cho cả khán phòng xem. Đang cười nấc nẻ thì Tấn Vương bỗng nghẹn cứng cổ. Nhân cơ hội đó huyền thần rời khỏi bữa tiệc. Thì ra đây là kế hoạch của Nhược Nguyệt để câu giờ cho huyền thần như đã hẹn trước đó. Còn huyền thần anh tới nhà giam để hỏi cung một tên phạm nhân nơi cất giấu hổ phù và sổ tên của tiên hoàng. Sau một hồi tra tấn thì tên này cũng khai ra nơi cất giấu là ở thư phòng của tiên hoàng. Khi đã có thông tin, huyền thần không ngần ngại mà kết liễu luôn tên đó để bịt đầu mối. Ở bên này, Nhược Nguyệt sốt ruột khi đã quá nửa tuần nhang mà mãi chưa thấy huyền thần trở về, trong khi đó phu thê Tấn Vương đang rình mò ở ngoài. Khi huyền thần về tới thư phòng, cả hai diễn một màn kịch để đánh lừa phu thê Tấn Vương. Thấy cả hai đã động phòng hoa trúc nên hai người đó xin phép ra về, nhưng đâu có hay đã mắc mưu. Sáng hôm sau, Tiểu Phương trang điểm cho Nhược Nguyệt vì hôm nay là ngày phu thê họ hồi môn, không được để lộ ra sơ hở gì cả. Ở bên ngoài, Trác Phi Nam Cung Nhu đang diễn một màn khổ nhục kế để lấy lòng huyền thần. Huyền thần nghe thấy hết những lời nói của Trác Phi, hơn nữa anh nợ cô ơn cứu mạng lần trước nên đồng ý sẽ cùng Trác Phi hồi môn. Nhược Nguyệt hay tin thì rất tức giận vì bị bỏ bom không về nhà cô mà lại về nhà của Trác Phi Nam Cung Nhu. Khá là cay nhưng không thể làm gì được nên Nhược Nguyệt đành cam chịu trở về nhà đẻ một mình. Khi vừa tới Nam Cung phủ, Ly Vương được cha vợ là Nam Cung Doãn ra đón tiếp. Phát hiện pháo hoa cầu cứu của thị vệ mộ Lý Anh, lập tức đi giải cứu, khiến Nam Cung Nhu khá tức giận vì chưa chào hỏi gì mà đã rời đi. Còn bên này, Nhược Nguyệt về nhà nhưng không được ai đón tiếp. Cô phát hiện thị vệ mộ Lý đang ở trong tủ đồ của mình, cơ thể trọng thương rất cần được chữa trị. Để Tiểu Phượng có ích hơn thì Nhược Nguyệt đã cho nhỏ đó nốc ít rượu để gọi ra nhân cách tài xế Triệu. Ở bên ngoài, huyền thần theo tín hiệu chạy tới Vân Phủ để tìm người. Cha của Vân Nhược Nguyệt ra đón tiếp, vì trong phủ đang truy tìm kẻ đột nhập mà thấy Ly Vương có vẻ nóng lòng nên Vân Thừa Tướng sẽ đích thân dẫn anh đi tìm con gái ông. Khi thấy huyền thần tới tìm, Nhược Nguyệt lấy lý do phòng bừa bộn để đưa anh ra ngoài vì bên trong đang giấu thị vệ mộ Lý trọng thương. Thấy cha cứ đứng đó nên Nhược Nguyệt và huyền thần đã diễn một màn phu thê ân ái khiến người cha ngượng hộ mà rời đi luôn. Lúc này cô nàng mới cho hay mộ Lý đã được cứu chữa kịp thời nên giữ được tính mạng. Tiếp đó cả hai trở lại phòng của Nhược Nguyệt nhờ tài xế Triệu canh chừng bên ngoài. Còn bên trong, cả hai tiếp tục trị thương cho mộ Lý. Thấy cảnh Nhược Nguyệt trị thương, lúc này huyền thần mới nhận ra cô mới là người đã cứu mạng mình. Ở bên ngoài, Nam Cung Nhu dẫn người tới phòng của Nhược Nguyệt nói là muốn bắt gian. Nhưng khi thấy Nhược Nguyệt và huyền thần từ khuê phòng bước ra, Nam Cung Nhu vô cùng ghen tuông và tức giận. Lập tức bỏ đi không nói một lời, vì để cảm ơn hành động cứu người của Nhược Nguyệt, huyền thần đã tặng cho cô một kim bài quyền lực Ly Vương Phủ. Nhưng cô là chính thất cưới xin đàng hoàng, danh phận đầy đủ thì cần gì thứ màu mè này. Nhất quyết không chịu nhận thẻ bài đó, làm huyền thần cay điên. Vì không muốn nợ ân tình của ai nên huyền thần cho phép Nhược Nguyệt ra yêu cầu để anh đáp ứng. Nhân cơ hội cô nàng muốn tiến hành kiểm tra toàn bộ sức khỏe của các gia nhân trong vương phủ, càng nhiều càng tốt. Như vậy điểm tích lũy ngày càng tăng để cô sớm trở về thế giới thực của mình.
Ở bên này, Nam Cung Nhu lên một kế hoạch để hãm hại Nhược Nguyệt, đó là lợi dụng tài năng của Nhược Nguyệt để gây hiềm khích với Thái y Đỗ Khưu. Đúng giờ Tí hôm đó, Thái y Đỗ Khưu tới Vương phủ để khám bệnh. Đúng lúc này Nhược Nguyệt cũng đang hành nghề khám cho các gia nhân nên đôi bên đã có chút cạnh tranh. Thế nhưng đám người làm lại tập trung hết về khu vực bàn bệnh của Thái y Đỗ Khưu vì ông ta có tiếng tăm hơn. Nhận ra bên đó đã giở trò nên Nhược Nguyệt tận dụng cơ hội đó mời toàn bộ người dân ở chợ tới Vương phủ để khám chữa miễn phí. Vừa có tiếng lại vừa có miếng khiến lão Thái y Đỗ Khưu không tự dưng phải làm thêm việc. Sau một ngày vất vả, cuối cùng cũng khám hết số người bệnh đó. Còn một bệnh nhân cuối cùng, anh ta mắc chứng nấc cụt và chọn bên Thái y Đỗ Khưu để chữa. Nhưng chỉ cần một cái đập bàn, Nhược Nguyệt đã chữa cho anh ta khỏi chứng nấc cụt, khiến anh ta cảm kích vô cùng. Như vậy là đôi bên hòa nhau nên đích thân Huyền Thần sẽ đứng ra phân định thắng thua. Và cuối cùng thì Huyền Thần chọn khám bên Nhược Nguyệt giúp cô giành chiến thắng. Hôm sau, người bệnh nấc cụt hôm qua lại tìm tới bởi đơn thuốc mà anh ta uống không có hiệu quả. Nhược Nguyệt giúp người này điều chỉnh hơi thở rồi nhận ra là do hơi trào ngược từ dạ dày tạo lên cơn nấc. Thế là kê cho anh ta một đơn thuốc mới khiến người này rất cảm kích. Để giúp Nhược Nguyệt tăng điểm tích lũy báo thủ, tài xế Triệu đã nghĩ ra một cách, đó là dùng nấm độc loại nhẹ để gây kích ứng tiêu chảy. Mời tất cả các gia nhân trong vương phủ thưởng thức, thậm chí còn mời cả thị vệ Mộ Lý ăn. Sau khi ăn xong, quả nhiên tất cả người làm trong phủ đều mắc chứng tiêu chảy. Nhược Nguyệt lấy thuốc giải từ hệ thống để chữa cho mọi người. Tưởng là sẽ tăng, ai dè bị hệ thống trừ mất 100 điểm vì tội gian lận, khiến điểm tích lũy giảm còn âm 40. Đúng là báo thủ, tài xế Triệu chán không muốn nói. Cả hai vội đến chữa cho thị vệ Mộ Lý, do ăn quá nhiều nấm nên anh này đã rơi vào trạng thái hôn mê và hoang tưởng. Vì bị âm điểm không thể mua thuốc trong hệ thống nên cả hai đành phải mang Mộ Lý về phòng để chữa trị bằng thuốc thông thường. Khi biết Tiểu Phượng đã làm cả phủ trúng độc nấm, Huyền Thần tức giận muốn xử phạt cô nàng, nhưng Nhược Nguyệt đã can ngăn. Cô làm dịu tâm trạng của anh bằng mấy món ăn do đích thân cô tự nấu. Vừa thử một miếng, Huyền Thần cảm thấy chưa bao giờ được ăn món ngon như thế này nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Nhân lúc Nhược Nguyệt đi lấy cơm, anh chàng vội ăn nấy ăn nể vì nó quá ngon, kể cả có độc anh cũng cam lòng. Khi trở về thấy Huyền Thần đang nhai ngấu nghiến thức ăn, Nhược Nguyệt rất vui. Nhưng để cảm thấy ngon hơn thì phải tự mình đích thân vào bếp nấu nên cô đã dạy cho phu quân của mình phương pháp nấu ăn gia truyền nhà cô. Cô cũng phổ cập kiến thức thời hiện đại cho các gia nhân ở vương phủ, ai nghe xong cũng há hốc mồm gật gù cảm thán. Nhất là với Huyền Thần, anh càng ngày càng say đắm chính thất của mình nhiều hơn. Còn về phía Trắc Phi buồn bã vì không được sủng nên Tấn Vương Thê Tô Thường Tiếu đã đưa cho một lọ thuốc có tên Mê Tình Hương sản xuất tại Tây Vực. Loại thuốc này nhất định sẽ làm Ly Vương mê đắm và sủng ái cô hơn. Tối đó Nhược Nguyệt kiểm tra hệ thống thì điểm tích lũy đã âm 100, làm cô khá tuyệt vọng. Thế là cô sẽ làm theo cách cũ là ra ngoài xem bệnh miễn phí. Nhưng hôm sau cô bị bắt về trước mặt Huyền Thần và bị anh cảnh cáo vì tội tự ý lẻn ra ngoài. Bị phát hiện thì mặt mũi của vương phủ để đâu, anh cấm túc cô một tháng trong phủ, làm cô nàng cay điên đập phá mọi thứ trong thư phòng. Đập đúng một chiếc bình khiến cơ quan khởi động mở ra một mật thất. Thấy bị lộ về không gian mật thất kia nên Huyền Thần chỉ đành thỏa hiệp với vương phi láo cá của mình. Cô vui vẻ đồng ý sẽ giữ kín chuyện này nhưng đổi lại cả hai phải trở thành đồng minh ủng hộ vô điều kiện và phải cho cô tùy ý ra ngoài. Thế là trở về phòng, Huyền Thần đã giúp Nhược Nguyệt tập phong thái của một nam nhân, còn cô giúp anh chọn y phục phù hợp khi ra ngoài. Sau đó cả hai giúp nhau trang điểm và đã có tiếp xúc gần khiến cảm xúc của cả hai dâng trào. Sau khi đã cải trang, Nhược Nguyệt tới một y quán để xin việc. Cô giới thiệu bản thân đã hành nghề y 5 năm nhưng lại không biết gì về đơn thuốc vì thời của cô khác với thời của lão đại phu. Kết quả là ông ta đã không nhận Nhược Nguyệt. Tài xế Triệu gợi ý không ai thuê thì thôi, mình về tự làm chủ. Mở một y quán riêng cho mình, thêm cái bàn cái ghế là xong. Nói là làm, cả hai lập bảng hiệu kê bàn ghế ngoài chợ với slogan điều trị thương tích chữa bệnh cứu người. Nhưng đời không như mơ, khi mở bán cả ngày mà không có một mống khách nào ngó tới. Quả nhiên là y học hiện đại ở thời này chưa thể lấy lòng được dân chúng. Thế là tài xế Triệu đổi sang chiến thuật khám chữa miễn phí. Nghe thấy chân lý miễn phí này, mọi người lập tức tập trung xếp thành hàng chờ được thần y Nhược Nguyệt khám chữa. Trắc Phi, Nam Cung Nhu khi biết tin Nhược Nguyệt giả nam nhân ra ngoài chợ mở y quán thì tức giận. Nhỏ đó tới tìm Chu đại phu giả tật giả bệnh cho ông ta biết có một vị thần y mở khám chữa bệnh miễn phí ngoài chợ, khiến ông ta cay điên. Đó là chiêu mượn dao giết người nên Chu đại phu sai người tới quậy đập phá y quán của Nhược Nguyệt. Tên đệ tử của Chu đại phu tới kiếm cớ bị bệnh muốn được thần y cứu giúp. Nhưng cô biết thừa tên này chỉ đang giả bộ nên bắt mạch rồi nói hắn khí huyết ứ động, không chữa kịp thời sẽ trở thành người thực vật. Rồi cô lấy kim châm chữa cho hắn từ người bình thường thành người bại liệt luôn. Khiến tên đó bị lộ chuyện giả bệnh không biết chúi mặt đi đâu. Lúc này Chu đại phu dẫn người mang theo gậy gộc tới lấy cớ là Nhược Nguyệt xâm chiếm địa bàn làm ăn của ông ta để đuổi cô đi. Một nam nhân xuất hiện giao chiến với đám người đó khiến chúng hoảng sợ mà bỏ chạy. Anh là Hiền Vương Sở Lưu Vân, đẹp trai tài giỏi thích giúp người. Vừa nhìn là Nhược Nguyệt đã bị mê đắm bởi vẻ đẹp của anh chàng này. Sau đó bọn họ cùng tới một tử quán để uống rượu đàm đạo. Sở Lưu Vân nhìn tình huống đoán ngay Nhược Nguyệt chưa có tư cách hành nghề y nên mới bị gây khó khăn như vậy.
Để có được tư cách hành nghề buộc phải trải qua kỳ thi từ Hiệp hội Hành nghề thuộc quyền quản lý của Nam Cung gia. Biết điều này là khó vì Nam Cung Nhu chuyên gây khó dễ cho Nhược Nguyệt. Khi gặp Nam Cung Nhu trước tử quán nhỏ đó định tố cáo Nhược Nguyệt đi lén đi gặp nam nhân nhưng đây là được sự cho phép của Ly Vương. Hơn nữa tất cả đều quang minh chính đại không có gì làm mờ ám, Nam Cung Nhu không cãi nổi nên tức giận rời đi. Lúc này Sở Lưu Vân mới nhận ra người mình vừa nói chuyện chính là Ly Vương Phi nên chào hỏi gọn lè rồi cáo từ. Tối đó trở về Nam Cung gia Sở Lưu Vân đã viết một bức tấu lên Hoàng đế vạch tội Hiệp hội ngành y tham nhũng của cải lũng đoạn thị trường. Yêu cầu giải tán Hiệp hiệp trừng trị gian thần cải cách triều đình, cũng chính là vạch tội lão Nam Cung Doãn làm lão này rén ngang. Nhưng lão ta vẫn còn một con bài tẩy nào đó nên không sợ bị Sở Lưu Vân vạch trần rồi cứ thế rời đi. Để chuẩn bị cho kỳ thi giành tư cách hành nghề y, Nhược Nguyệt đã tới nhờ Huyền Thần dạy mình cách viết. Nhưng cái bút lông này cô không tài nào mà viết đẹp được vì không quen như bút của thời hiện đại. Thế là cô nàng ra chợ vặt một chiếc lông ngỗng về làm bút, rồi hàng ngày chăm chỉ rèn luyện chữ nghĩa với Huyền Thần. Điều này cũng làm tình cảm của hai người thêm phần xúc tiến. Một thời gian sau đó kỳ thi của Hiệp hội ngành y được tổ chức và Nhược Nguyệt tới tham dự. Huyền Thần khá bất ngờ khi thấy Nhược Nguyệt có quen biết với Hiền Vương Sở Lưu Vân, còn cô nàng thì bất ngờ khi biết Hiền Vương và Ly Vương là hai anh em. Hiền Vương tặng cho Nhược Nguyệt một món quà đặc biệt đó là cây bút máy đến từ phương Tây xa xôi sẽ giúp cô viết chữ dễ dàng hơn. Sau đó buổi thi lấy chứng chỉ hành nghề y diễn ra, trong khi đó Huyền Thần vô tình nhìn thấy Nam Cung Nhu cũng ở buổi thi không biết là có ý đồ gì. Sau khi xem kết quả Nhược Nguyệt rất vui khi mình đã đỗ chứng chỉ hành nghề đã thế còn được làm thủ khoa của kỳ thi lần này. Thế nhưng lão Nam Cung Doãn đã tới vạch trần thận phận nữ nhi của Nhược Nguyệt và nữ nhi ở thời này thì không được hành nghề y. Muốn tước giấy phép hành nghề của Ly Vương Phi nhưng quân lính của Ly Vương đã đem tới rất nhiều bằng chứng ghi lại quy định của Hiệp hội. Ở Hiệp hội ngành y không có quy tắc nào cấm nữ tử không được hành nghề. Nếu Nam Cung Doãn đại nhân đây tước giấy phép của Ly Vương Phi là đã khiến đất nước mất đi một nhân tài y thuật, như vậy là trái với quy tắc. Sao không nhận tiện đây làm rõ thêm phần quy định nữ tử được hành nghề y nào vào để không ai có thể nói gì thêm. Thấy quá bẽ mặt nên lão Doãn lập tức cuốn cút rời đi, thế là Nhược Nguyệt thành công có được thứ mình muốn. Trở về Vương Phủ Huyền Thần còn tặng cho cô nàng một cây bút máy lông đen khiến cô rất vui, còn cô thì tặng lại anh một chiếc túi thơm để anh luôn đeo theo bên mình. Chuyển cảnh khi tài xế Triệu đang tính làm tí rượu ở nhà bếp thì loáng thoáng nghe được người hầu của Nam Cung Nhu dặn dò nhà bếp làm món ngon để mở tiệc đã Ly Vương. Thế là tài xế Triệu lẻn vào thư phòng của Nam Cung Nhu thì phát hiện cô ta tính chơi mê tình hương để dụ dỗ Huyền Thần. Không để à ta có cơ hội, tài xế Triệu chôm luôn lọ mê hương đó về. Thế bất nào khi về phòng rượu trong người tan hết khiến nhân cách Tiểu Phượng trở lại, nhỏ đó lại tưởng mê hương này là dành cho tiểu thư nhà mình nên không ngần ngại đốt. Nhược Nguyệt trở về thấy phòng hôm nay thơm một cách kỳ lạ. Khi Huyền Thần tới thì lúc này mê hương phát tác khiến cả hai dạo dực vô lấy nhau, trong cơn lê tê phê cả hai có một pha tiếp xúc gần. Thế nhưng Huyền Thần lại nhìn thấy một huyễn cảnh gì đó khiến anh sợ hãi mà bỏ đi luôn, cắt ngang dòng cảm xúc thăng hoa. Thì ra trong quá khứ lão Nam Cung Doãn kia đã sát hại mẹ của Huyền Thần theo thánh chỉ của Tiên Hoàng nên anh đem lòng hận thù kể từ đó. Hôm sau Nhược Nguyệt tới Tô Phủ để chữa bệnh của Tô Thất Thiếu gia theo lời mời trước đó. Thấy phu xe trông khá quen nhưng lại không nhận ra đó chính là Huyền Thần. Ở Thanh Trúc Viên nơi Tô Thất Thiếu gia đang dưỡng bệnh, Nhược Nguyệt tới để khám chữa. Cô nhận ra bệnh này không có gì là nặng, sao Tô Thất Thiếu gia lại để lâu như vậy mà không chữa. Phát hiện trong phòng có người thứ ba nên Tô Thất Thiếu gia và người của mình tập hợp truy tìm kẻ đột nhập. Thì ra người đó là phu xe và cũng chính là Huyền Thần. Anh tới đây là để tìm bức họa sơn thủy chứa sổ tên và nhờ Nhược Nguyệt kéo dài thời gian giúp anh. Cô nàng đồng ý và sẽ tính anh nợ cô 3 lần. Cô nhanh trí nghĩ ra phải đi tìm tên đánh ngựa của mình để lôi đám người kia đi. Câu thời gian cho Huyền Thần ở bên trong và anh đã thành công tìm ra bức họa sơn thủy. Khi Nhược Nguyệt và Tô Thất Thiếu gia trở lại phòng, Huyền Thần đã rời đi. Nhặt được ngọc bội của Khiết Vũ khiến Tô Thất Thiếu gia vô cùng xúc động. Nhược Nguyệt nhận ra Tô Thất Thiếu gia thực chất bị tâm bệnh rất dễ chữa và vì đoán trúng bệnh nên cô đã thành công ghi thêm điểm tích lũy. Xui cho Nhược Nguyệt và Huyền Thần trên đường trở về xe ngựa của họ gặp tai nạn và bị hỏng. Cả hai mắc kẹt lại trong rừng giữa trời mưa lạnh lẽo, hai trái tim cô đơn không cùng một nhịp đập sưởi ấm cho nhau. Khi trở về thư phòng, Huyền Thần kiểm tra bức họa và phát hiện ẩn sâu trong đó là một tấm bản đồ. Anh phẫu thuật và thành công lấy được tấm bản đồ đó ra. Anh tới bên xem tình hình của Nhược Nguyệt, thấy cô lên cơn sốt do dính phải mưa lạnh nên đã ân cần chăm sóc. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Huyền Thần còn đặc biệt chuẩn bị một bát thuốc bổ kèm với lời nhắn dặn Nhược Nguyệt phải uống hết bát thuốc đó. Sau đó cô cùng tài xế Triệu ra phố tiếp tục khám chữa bệnh. Một ông lão mặt mày nhợt nhạt tới khám bệnh nói ra một số triệu chứng biểu hiện. Nhược Nguyệt nhận ra ngay đó là bệnh dịch lây truyền nên đã đổi 100 điểm để lấy thuốc đặc trị dạng nén cứu giúp ông lão đó. Thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng nên Nhược Nguyệt cùng tài xế Triệu tới thôn làng kia để kiểm tra. Hiền Vương Sở Lưu Vân cũng có mặt và cho hay toàn bộ người bệnh anh đã được người của anh đưa đi cách ly. Nhược Nguyệt đổi điểm lấy một chiếc khẩu trang khử khuẩn đưa cho Hiền Vương.
cho hay bệnh dịch lây qua đường giọt bắn khá nguy hiểm nên cần bảo vệ bản thân. Tối đó Huyền Thần sốt ruột vì mãi chưa thấy Vương Phi của mình về. Con nhỏ nha hoàn của Nam Cung Nhu thì hớt hải chim lợn ly Vương Phi không về mà đang đi cùng với Hiền Vương. Còn Nhược Nguyệt và tài xế Triệu cùng với Hiền Vương đang chữa bệnh cho người dân của thôn làng ở khu tập trung. Con nhỏ Nam Cung Nhu cùng Ly Vương Huyền Thần dẫn người tới la lối tính bắt gian tại trận. Tô Giác Nhược Nguyệt và Hiền Vương Sở Lưu Vân lén lút hẹn hò cả ngày trời. Nhưng Huyền Thần hiểu và nói rằng anh đem người tới là để hỗ trợ Vương Phi của mình cứu giúp người dân. Nam Cung Nhu trở mặt thay đổi thái độ nói mình cũng tới là để trợ giúp. Trong lúc chữa trị cho người bệnh, Nam Cung Nhu đã cố tình kéo rơi màn che của Nhược Nguyệt để cô bị phơi nhiễm rồi nói không hề cố tình. Quả nhiên một lúc sau cơ thể của Nhược Nguyệt suy yếu và có những biểu hiện của bệnh dịch. Cũng may quân lính mang dược liệu về kịp thời để điều chế thuốc. Sáng hôm sau thuốc thử nghiệm được chiết xuất nhưng chưa biết loại nào có tác dụng nên Nhược Nguyệt sẽ tự mình thử. Không muốn để Vương Phi của mình gặp nguy hiểm nên Huyền Thần đã chủ động uống trước mặc dù anh không hề có bệnh. Thế rồi sau rất nhiều bát thuốc thử nghiệm cuối cùng Nhược Nguyệt đã tìm ra vị thuốc phù hợp. Sau đó Huyền Thần dìu Nhược Nguyệt trở về nghỉ ngơi sau nhiều ngày vất vả. Trên phố hôm đó đã có rất nhiều người nhiễm bệnh và ngất xỉu. Khi Nhược Nguyệt tỉnh dậy cô rất bất ngờ khi hay tin toàn thành bệnh dịch đã lây lan chóng mặt. Các đại phu đang ra sức cứu người còn thảo dược hiện đã dùng hết sạch. Hoàng đế hay tin bệnh dịch trong thành lan rộng thì rất tức giận. Nam Cung Doãn điều tra thì nghi ngờ đã có một bên cố tình cho lây lan bệnh dịch và mua hết sạch thảo dược chữa bệnh. Nghi ngờ đó là nước đối địch Thịnh Quốc. Sau đó Nam Cung Doãn tới bắt con gái Nam Cung Nhu trở về không cho cô ở khu trung cứu người bệnh nữa. Huyền Thần thấy cũng chỉ đành bất lực nhìn bố vợ đưa Trắc Phi của mình rời đi. Thị vệ Mạnh Trúc báo tin toàn bộ thảo dược đã sử dụng hết. Nhưng Nhược Nguyệt nhất định sẽ tìm ra cách và sẽ lên núi một chuyến để tìm thảo dược. Sau đó Huyền Thần cùng Nhược Nguyệt lên núi để tìm thuốc. Nhưng đang đi Huyền Thần lại lăn ra ngất vì đã nhiễm bệnh. Điểm tích lũy của Nhược Nguyệt lại không đủ để đổi thành thuốc nên cô chỉ đành bất lực. May mắn Huyền Thần vẫn đủ sức để đứng dậy thế rồi hai người bệnh dìu nhau trở về. Tối đó Nhược Nguyệt tích cực điều chế thuốc trị bệnh và đem thử nghiệm lên người Huyền Thần. Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy thấy bản thân đã khỏe hơn. Gặp lại Nhược Nguyệt Huyền Thần rất vui và cảm kích. Chuyển cảnh vào trong cung Thái Hậu bà rất lấy làm vui khi Nam Cung Doãn đã điều chế ra được phương thuốc trị bệnh dịch nhưng ông ta ậm ờ không dám nói. Thái Hậu muốn đem phân phát toàn bộ thuốc giải đó tới các y quán để chữa bệnh cho bách tính tạo phúc khiến Nam Cung Doãn tự dưng khó xử. Lúc này Hiền Vương Sở Lưu Vân mới tới vạch trần thứ thuốc đó không phải là do Nam Cung Doãn điều chế. Ông ta mới đành nói thật là do Ly Vương Phi Nhược Nguyệt điều chế ra là một đại phu khá tài năng của Hiệp hội Hành nghề Y. Ở bên này khi đang chăm sóc cho Huyền Thần anh có nhắc về người tỷ tỷ của mình. Nhưng Nhược Nguyệt lại không hề nhớ gì vì cô là một bản thể khác. Anh cho hay đã rất lâu cả hai không gặp nhau bởi tỷ tỷ của anh bị nhốt trong chốn hậu cung. Nhược Nguyệt an ủi chắc chắn rằng cả hai sẽ được gặp lại nhau. Cô nhất định sẽ mở một y quán để hành nghề cứu người thỏa mãn ước mơ của bản thân. Sau đó cả hai được diện kiến hoàng đế vì đã có công tìm ra thuốc chữa bệnh dịch. Nhân cơ hội Nhược Nguyệt đã xin hoàng thượng cho phu quân của mình được gặp tỷ tỷ trong chốn hậu cung. Tiện đà lão Nam Cung Doãn đã đề xuất để Nhược Nguyệt tới khám chữa cho bệnh tình của Thái Hậu đã mắc nhiều năm chưa khỏi. Điều này làm cô nàng khá rén vì sơ suất cái là bay đầu ngay. Khi khám cho Thái Hậu điểm tích lũy của Nhược Nguyệt được công thêm 5.000 vì cô đã đoán trúng bệnh hư hàn trong người bà. Chỉ cần kê một toa thuốc làm ấm người là sẽ khỏi. Sau đó cả hai được Tấn Vương Thê Tô Thường Tiếu dẫn tới hậu cung thăm tỷ tỷ khiết vũ của Huyền Thần. Anh rất xúc động kế hoạch gặp lại chị gái còn cô đã bị mù đôi mắt nhưng vẫn nhận ra giọng của em trai mình. Nhược Nguyệt tiếp tục được nhận thêm 1.000 điểm vì đã chẩn đoán trúng bệnh của Khiết Vũ tỷ là do môi trường tối tăm nên đã bị đục thủy tinh thể. Khiết Vũ đưa cho em trai một khóa bí mật mà trước khi mất mẫu hậu của họ để lại, sổ tay bằng trúc chia làm hai nửa. Một nửa Huyền Thần đã tìm được trong bức tranh cái còn lại nửa kia nằm trong cơ quan khóa bí mật này buộc anh phải giải được nó. Tỷ tỷ giờ đã mù không thể giải được nó khiến sự phẫn uất mà Huyền Thần dành cho Hoàng đế Sở Diệu tăng lên đỉnh điểm. Chính ông ta đã hại cả nhà anh ly biệt và nhất định anh sẽ trả thù. Sau khi rời khỏi Hoàng cung Huyền Thần và Nhược Nguyệt tới Tô Phủ để gặp Tô Thất Thiếu Gia cho anh ta hay về bệnh tình của Khiết Vũ. Mắt của tỷ ấy có thể chữa được nhưng buộc phải làm phẫu thuật. Sẽ là rất rủi ro nên Nhược Nguyệt cần một môi trường sạch sẽ và quan trọng là phải đưa được Khiết Vũ ra ngoài. Không muốn đổ máu vô ích nên Tô Thất Công Tử sẽ nghĩ cách. Tối đó trong Hoàng cung một buổi yến tiệc diễn ra thu hút rất nhiều sự chú ý của các vương giả tham dự. Nhân cơ hội đó Tô Thất lẻn vào hậu cung tìm tới phòng của Khiết Vũ để giải cứu cô. Nhận ra đây là người mình thương cả hai ôm chầm lấy nhau sau bao ngày tháng xa cách và Tô Thất sẽ đưa Khiết Vũ an toàn rời khỏi đây. Cả hai đóng thành hai diễn viên của đoàn hát thành công đánh lừa đám lính canh cổng ra tẩu thoát ra. Khi tới cổng thành một đám lính khác chặn lại Tô Thất đã dùng tiền hối lộ nhưng không ăn thua. Đang lúc nguy hiểm thì một trưởng quan ra lệnh cho xe ngựa xuất thành không cần xin phép bởi ông ta đã nhận lệnh từ bệ hạ. Tới sơn trang trong rừng Trúc Nhược Nguyệt đón Khiết Vũ vào trong để mau chóng tiến hành phẫu thuật mắt. Sau các bước tiến hành sát khuẩn Nhược Nguyệt động viên tinh thần cho Khiết Vũ rồi tiêm cho tỷ tỷ liều thuốc an thần.
Vì Tiểu Phượng Du như cầy sấy nên cô đã nốc hết chai rượu để gọi ra nhân cách tài xế Triệu mạnh mẽ và được việc hơn. Ở bên ngoài, Huyền Thần và Tôn Thất động viên lẫn nhau để giữ bình tĩnh, Tôn Thất tấu lên một khúc nhạc để không khí chờ đợi bớt căng thẳng. Bên trong, Nhược Nguyệt vẫn đang ra sức tiến hành phẫu thuật. Sau một thời gian thì cuối cùng khi mở băng che mắt, Khiết Vũ đã có thể nhìn trở lại, cô rất mừng khi gặp lại mọi người. Cả ba quỳ gối cảm tạ công ơn cứu giúp của Nhược Nguyệt, nhưng đây là trách nhiệm của một lang y như cô nên không cần khách sáo. Tiếp đó tất cả cùng tập hợp để xem sổ tay bằng trúc mà họ thu thập được, hai mảnh bản đồ kết hợp và chỉ cần đợi tới thời điểm ghi chú sẽ tìm ra được câu trả lời của dòng cuối. Trùng hợp hôm đó là Tết Trung Thu nên tất cả tập hợp lại để ăn mừng một bữa. Những món ăn mới là mà Nhược Nguyệt đích thân nấu khiến ai cũng tấm tắc khen ngon và mừng cho Huyền Thần khi lấy được một thê tử đảm đang và tài giỏi. Khi tất cả đang vui vẻ thì người hầu tới báo tin Hoàng Cung đã cho tăng cường phòng bị, một lượng lớn cấm quân vệ đang kéo tới Ly Vương Phủ khiến tình hình trở lên vô cùng căng thẳng. Huyền Thần lập tức lên kế hoạch anh sẽ cùng Vương Phi của mình về Ly Vương Phủ. Hai thị vệ Mạnh Trúc và Mạnh Ly sẽ đưa Khiết Vũ và Tô Thất trở lại Hoàng Cung và phải hết sức cẩn trọng. Nhưng tất cả giờ đều không khả thi vì Hoàng đế Sở Diệu đã phát hiện ra nên mới cho cấm quân vệ tăng cường canh giữ như vậy. Giờ mà chạy trốn sẽ mắc vào tội khi quân thì có chạy đến đâu cũng không thoát khỏi tội chết. Điều này làm Huyền Thần vô cùng tức giận, bởi sau bao cố gắng giờ đây anh lại phải bất lực đứng nhìn tỷ tỷ của mình hy sinh sao. Nhược Nguyệt tới bên an ủi và kể cho anh nghe một câu chuyện ở thế giới mà cô sống, giúp anh vực lại tinh thần vì dù có khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng vượt qua. Khi Khiết Vũ định hy sinh đôi mắt của mình một lần nữa để tạo vỏ bọc thì đột nhiên Nhược Nguyệt nghĩ ra một cách, cô lấy điểm tích lũy để tạo ra một lọ thuốc gây mù tạm thời. Nếu chữa trị trong vòng 3 tháng sẽ có thể hồi phục, nhưng nếu sau 3 tháng thì sẽ không thể cứu. Không ngần ngại vì đại cuộc, Khiết Vũ đã dùng loại thuốc đó đưa bản thân tạm thời trở về trạng thái mù lòa. Sau đó cô ngất đi trong vòng tay của Tô Thất nhưng vẫn rất hạnh phúc. Sau đó hai thị vệ của Huyền Thần đích thân đưa Khiết Vũ và Tô Thất trở về Hoàng Cung, để Nhược Nguyệt và tài xế Triệu ở Viên Trang dừng trúc, còn Huyền Thần tới phủ Nam Cung để uống rượu với bố vợ và Trắc Phi. Trong lúc uống rượu, Huyền Thần nhận ra tên người hầu của Tô Thất đã tung tin giả và rất có thể Nhược Phi ở Viên Trang dừng trúc đang gặp nguy hiểm. Ở hậu cung, Mạnh Ly và Mạnh Trúc đưa Khiết Vũ về tới nơi thì gặp Tô Thường Tiếu. Khiết Vũ sẽ tự mình đối phó với ả ta nên bảo hai thị vệ mau chóng rời đi. Vì đôi mắt đã mù trở lại nên khi bị Tô Thường Tiếu thử, Khiết Vũ đã không có phản ứng gì và thành công qua mặt ả ta. Ở Viên Trang lúc này, Nhược Nguyệt và tài xế Triệu đang bị đám thích khách truy sát. May mắn cả hai đã dùng hết kỹ năng và chạy thoát được khỏi đám người đó. Khi Huyền Thần tới nơi đúng lúc, Nhược Nguyệt trị thương xong cho tài xế Triệu và ngất đi trong vòng tay của anh. May mắn sáng hôm sau Nhược Nguyệt đã tỉnh lại. Vết thương không có gì nghiêm trọng khiến ai nấy đỡ lo phần nào, thế là tai qua nạn khỏi thoát được một kiếp nạn. Nhược Nguyệt vốn là một bác sĩ y khoa trong xã hội hiện đại, tình cờ cô bị điện giật và du hành về thời cổ đại. Nếu muốn quay trở lại thời hiện đại, cô phải hoàn thành nhiệm vụ cứu tất cả mọi người và kiếm đủ điểm mới có thể xuyên không trở lại. Kết quả là Nhược Nguyệt đạt được chứng chỉ y khoa, nhưng cô chỉ có thể mở một quán hàng rong và tham gia kinh doanh quán vỉa hè để tích lũy đủ điểm càng sớm càng tốt. Nhược Nguyệt quyết định quyên tiền để mở một tiệm y tế, phòng khám, nhưng dù đi huy động quanh vùng từ những tiệm lớn nhỏ để có vốn thì họ vẫn không đủ để có thể mở tiệm. Bất chợt Tiểu Phượng nhắc nhở Nhược Nguyệt rằng sau khi kết hôn, cô sẽ sở hữu tài sản chung của hai vợ chồng. Khi đó Nhược Nguyệt mới nhớ ra rằng cô đã là người đã có gia đình, người chồng mà cô vô tình cưới không ai khác chính là Sở Huyền Thần. Vị tướng quyền lực nhất đại sở, anh ta là một đại phú gia thế hệ thứ hai. Nghĩ vậy, Nhược Nguyệt đã đóng gói một số đồ đạc trong nhà và đến một tiệm cầm đồ để bán lấy tiền. Nhưng sau khi thành công bán xong, ông chủ quán lại nhìn thấy dấu của hoàng gia được in dưới đáy bình liền báo quan. Kết quả là cô bị kiện vì những món đồ đó có biểu tượng hoàng gia mà lại dám bán đi. Sở Huyền Thần hỏi cô vì sao muốn cầm đồ ở nhà mang đi bán. Nhược Nguyệt nói ra nỗi niềm của mình, bản thân nhìn thấy quá nhiều thứ chật nhà muốn mang đi bán bớt cho đỡ chật nhà. Sở Huyền Thần hỏi đi hỏi lại, cuối cùng Nhược Nguyệt khai thêm rằng mình muốn mở phòng khám nhưng lại nói với anh rằng mình không có tiền. Vậy mà Huyền Thần lại không cho phép Nhược Nguyệt bán thứ gì sau đó rời đi. Điều này làm Nhược Nguyệt nhận ra rằng cô đã kết hôn với một anh chàng giàu có giả tạo. Để gây quỹ mở phòng khám y tế, Nhược Nguyệt đã sử dụng bộ não của mình. Sở Huyền Thần tối đến nhận được lời mời của Vân Nhược Nguyệt cũng vừa tới, trong lòng vừa mới mẻ vừa tò mò. Tiếp đó Sở Lưu Vân và Tô Thất Thiếu cũng lần lượt có mặt như đã hứa sẽ đến. Ở đó Nhược Nguyệt sử dụng màn hình chiếu để nói với mọi người về việc đầu tư và sở hữu cổ phiếu của tiệm thuốc mình muốn mở. Mọi người ngồi dưới nghe đều tỏ ra rất hứng thú. Sở Lưu Vân nghe nói Vân Nhược Nguyệt chuẩn bị mở phòng khám, không nói gì bày tỏ mà hết lòng ủng hộ. Sở Huyền Thần sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ. Sở Lưu Vân nói với mọi người hôm nay tình cờ là lễ hội đèn lồng, đường phố rất náo nhiệt với đèn lồng và đồ trang trí đầy màu sắc. Tốt hơn hết là mọi người nên ra đường vui vẻ, đó cũng chính là điều Nhược Nguyệt mong muốn. Nhược Nguyệt đã sẵn sàng nhân cơ hội này để tìm mặt bằng làm quán luôn. Quả nhiên,
trên đường phố tấp nập người qua lại, vì mải nói về chuyện làm ăn mà Nhược Nguyệt không để ý đến Huyền Thần. Sở Lưu Vân cũng nhận ra Sở Huyền Thần đang có tí ghen tị, vội vàng rời đi. Cùng lúc này, đại công chúa Sở Khiết Vũ đang chơi đàn tranh một mình trong cung điện sâu thẳm, cô vừa nhớ về Tô Thất Thiếu vừa lẩm bẩm một bài thơ cổ. Đại công chúa Sở Khiết Vũ sống một mình trong cung điện, sự ồn ào bên ngoài không liên quan gì đến cô. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình và Tô Thất Thiếu, cô không khỏi có chút buồn bã. Tiếp tục với màn đi chơi hội của Nhược Nguyệt và mọi người, cô vui vẻ đến tham quan chợ đèn lồng lễ hội đèn lồng. Đường phố đông đúc và sôi động, lúc này có một ông chủ rất giỏi kinh doanh và dùng trò chơi để thu hút khách hàng. Một giải dành cho người đứng đầu văn chương, một giải dành cho người đứng đầu văn học. Để có được chiếc túi thơm kia, Tô Thất Thiếu đã tham gia phần thi văn chương, rất nhanh cùng sự giỏi giang của mình mà Tô Thất Thiếu đã giành được chiếc túi thơm cho mình. Có vẻ như anh rất muốn có nó, không kém cạnh Huyền Thần cũng cùng Nhược Nguyệt vào chỗ tài và giải thưởng của họ là một chiếc vòng tay ngọc bích. Nhưng Sở Huyền Thần không thích chiếc vòng tay kém chất lượng nên thản nhiên đưa nó cho Mạch Ly. Vân Nhược Nguyệt nhìn vậy có chút tức giận nên đã rời đi. Còn anh chàng chồng ngốc này cũng không biết vì sao lại chọc tức vợ và cảm thấy cô vô cớ tức giận. Chuyển cảnh, Tô Thất Thiếu nhờ người đưa túi thơm bình an mình vừa giành được cho đại công chúa. Sau khi nhận được, Sở Khiết Vũ đã ôm chặt nó trong tay mà tỏ ra nhung nhớ. Thì ra đó chính là lý do mà anh ta muốn nhất định giành được nó. Còn về phía Sở Huyền Thần, anh đi đến bên Nhược Nguyệt lấy ra chiếc vòng tay ngọc bích tinh xảo chuẩn bị sẵn ở nhà, sau đó đeo tặng Nhược Nguyệt. Khi nhìn thấy món quà quý giá như vậy, cô cảm thấy rất vui. Hai người cùng nhau ngắm pháo hoa kết thúc một buổi tối trọn vẹn. Ngày hôm sau, Lưu Sở Vân dẫn Nhược Nguyệt cùng Huyền Thần đến một khu ổ chuột ở trong kinh đô. Ở đó, mọi người bệnh tật triền miên nhìn khổ sở, đó cũng chính là lý do anh muốn đầu tư vào phòng khám của cô. Nhìn cảnh tượng đó, Nhược Nguyệt càng mong sớm hoàn thành phòng khám để có thể giúp đỡ bá tánh cũng như không để Sở Lưu Vân tin tưởng nhầm người trước khi phòng khám y tế mới mở ra. Nhược Nguyệt phải tiếp tục hành nghề y trên đường phố. Lúc này cô gặp một chàng trai nhà giàu kiêu ngạo nhất quyết đòi khám chữa. Huyền Thần liền đến đó một kiếm cắt tóc anh ta bằng khiến anh sợ hãi mà bỏ chạy. Bằng cách này, Sở Huyền Thần mỗi ngày đều bảo vệ được Nhược Nguyệt. Và mối quan hệ của họ cũng đã tiến triển lên rất nhiều. Buổi tối, hai người ôm nhau tình cảm trong phòng ngủ. Khi họ chuẩn bị qua đêm cùng nhau thì một nhóm thị vệ xông vào. Người đứng đầu nói rằng họ được hoàng đế ra lệnh bắt Nhược Nguyệt. Họ nghi ngờ cô là kẻ đã cố tình sát hại Thái Hậu. Đương nhiên, Sở Huyền Thần không thể để bọn họ mang Vân Nhược Nguyệt đi mà ngăn lại. Nhưng cây ngay không sợ chít đứng, Vân Nhược Nguyệt chủ động đứng dậy nói muốn đi cùng bọn họ để tìm hiểu rõ sự tình. Sở Huyền Thần lo lắng ngăn cản vợ mình nhưng cô không sợ cái ác chiến thắng cái thiện, chỉ cần đến đó giải thích rõ ràng sự việc. Hơn nữa, với tư cách là vợ của Huyền Thần, cô tin sẽ không ai dám làm gì mình. Trước khi Nhược Nguyệt rời đi, cô đã nói với Tiểu Phượng bốn từ mà chỉ cô mới có thể hiểu được, đó là tư vấn từ xa. Tiểu Phượng và Sở Huyền Thần đều biết ý nghĩa của việc tư vấn từ xa. Nhưng ở đại sở này không có bộ đàm nên Tiểu Phượng gặp chút rắc rối, Sở Huyền Thần nảy ra ý tưởng. Nghĩ đến tháp Hải Đăng để báo tin, hắn sắp xếp cho Mạch Ly và Mạch Trúc lẻn vào nóc cung điện. Sau đó anh cũng cầm kiếm đi vào cung điện gặp Thái Hậu và kịp thời chuyển tin tức cho Nhược Nguyệt. Kết quả là mọi người lập tức phân chia công việc và bắt đầu cho sự chuẩn bị khác nhau. Sở Huyền Thần vào cung của Thái Hậu với thân phận đặc biệt của mình, Tô Thất Thiếu đã hối lộ cai ngục và trực tiếp canh gác nhà tù của Nhược Nguyệt để gặp được cô. Một ống phát âm được truyền cho Nhược Nguyệt, thông qua nỗ lực chung của mọi người và sự chẩn đoán của bản thân. Nhược Nguyệt kết luận rằng Thái Hậu mắc phải hội chứng nhiễm độc, nhưng bà đã được điều trị bằng thuốc. Tại sao lại khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn? Huyền Thần thấy vậy liền xin bệ hạ tạm tha cho Nhược Nguyệt, nếu sau 3 ngày không tìm ra nguyên nhân thì nguyện chịu phạt. Trở về nhà, việc bây giờ của họ là phải tìm ra công thức thuốc bổ dành riêng cho Thái Hậu do ai làm mà lại có tính kháng thuốc chưa kia. Qua đó, để có được thuốc giải phù hợp, Tô Thất Thiếu phát hiện ra rằng kế hoạch ăn uống được kê bằng thuốc dạo gần đây cho Thái Hậu đều do Vương Thái Y làm gần đây. Vì vậy, ông ta hẳn đã lên kế hoạch bắt đầu từ Vương Thái Y, khi biết rằng Vương Thái Y là một kẻ rất tham rượu và gái đẹp. Tiểu Phượng nhận ra điều đó liền ăn mặc như một gái điếm để tính moi thông tin của Thái Y, nhưng Mạch Ly sợ cô thiệt thòi nên đã mặc quần áo phụ nữ thay Tiểu Phượng sau đó đến gặp Thái Y Vương. Ngồi trên bàn rượu, vì đã say mèn mà tên Thái Y thú nhận rằng chính ông là người đã khiến Thái Hậu ăn long nhãn, khiến tình trạng của bà trở nên trầm trọng hơn. Sau khi có chút manh mối, Sở Huyền Thần lần theo manh mối đó mà tìm được thêm hai nhân chứng có liên quan, đồng thời ra lệnh cho họ nói ra sự thật khi nhìn thấy Hoàng đế. Để họ có thể tránh được cái chết, Sở Huyền Thần đang muốn cùng hai người chứng kiến tiến vào cung điện xưng tội thì Tấn Vương cùng xe ngựa của anh ta bỗng nhiên đi qua chặn đường. Tấn Vương xuống xe giả vờ cùng Sở Huyền Thần nói chuyện tỏ vẻ rất có hứng thú vì anh đã tìm được hung thủ. Nhưng sau khi Tấn Vương lên xe rời đi, Huyền Trần lại thấy có gì đó bất thường mà nhanh chóng mở rèm ra, lúc này mới phát hiện hai người nhân chứng đều đã hẹo. Sở Huyền Thần tức giận kéo hai thi thể của nhân chứng đến trước mặt Hoàng thượng, anh tố cáo Tấn Vương chính là người làm những việc này. Đương nhiên Tấn Vương đã chối cãi điều này vì không có bằng chứng, còn đã cãi nhau kịch liệt trước mặt cha.
Hoàng thượng nói rằng chứng cứ này không nói lên rằng Nhược Nguyệt vô tội, nếu sau ngày hẹn mà Huyền Thần không tìm ra được bằng chứng thì khó mà giữ được cái mạng cho hai người họ. Trở vào trong cùng Tấn Vương và Hoàng thượng, anh ta khó hiểu hỏi tại sao không nhân cơ hội này diệt trừ Sở Huyền Thần. Nhưng Hoàng thượng lại có suy nghĩ khác, ông cũng lo lắng nếu Sử không thuyết phục sẽ không tiếp nhận được ý kiến tốt của bản dân thiên hạ. Cho nên Sở Diệu đã có một cách khác thông minh hơn, cách để thoát khỏi anh ta đó chính là nhắm vào Nhược Nguyệt. Ngày hôm sau Sở Diệu tập hợp các thái y đến giường của Thái Hậu, nhưng họ đều bất lực và kêu lên rằng bản thân không đủ năng lực. Lúc này, Tô Thất Thiếu vội vàng mang theo đơn thuốc do Nhược Nguyệt kê đơn vội vàng chạy tới. Tô Thất Thiếu cầu xin để mình được cố gắng chữa trị cho Thái Hậu. Nhưng những thái y ở đó sau khi đọc phương án chữa trị tin rằng kế hoạch điều trị của Nhược Nguyệt là chưa từng có và không nên thử một cách hấp tấp. Tấn Vương ở đó cũng cố gắng thêm dầu vào lửa mà nói rằng Nhược Nguyệt đã đưa thuốc cho Thái Hậu dẫn đến bà bị như bây giờ. Vậy mà hiện tại lại đưa ra thêm phương án điều trị bất khả thi này sao có thể thuyết phục được. Chính vì vậy kế hoạch của họ bị từ chối và ngay sau đó cô bị đàn áp ra xử tử. Cuộc hành quyết sắp diễn ra tại pháp trường, Tiểu Phượng ở đó lao tới bất chấp sự ngăn cản của lính canh. Nhược Nguyệt ôm cô và khóc, nhưng cô vẫn còn hy vọng mà nghĩ rằng mình có thể quay trở lại thời hiện đại sau khi chết. Nhưng vào thời điểm quan trọng, Sở Huyền Thần cầm kiếm lao vào pháp trường và cướp đi Nhược Nguyệt với tốc độ nhanh như chớp. Sở Huyền Thần cưỡi ngựa phi nước đại cho đến khi mang Vân Nhược Nguyệt đến nơi an toàn. Nơi đó anh đã sắp xếp xe ngựa đến đón cô cao chạy xa bay. Nhược Nguyệt ở đó muốn lại gần Huyền Thần nhưng phát hiện ra rằng anh đang tỏ ra lạnh lùng như băng với cô. Bối rối, Nhược Nguyệt hỏi có chuyện gì khiến anh cư xử như vậy với mình. Sở Huyền Thần nói rằng anh nợ cô ba ân tình và hiện tại cũng vì ba ân tình này mà ở bên, giờ mình đã có thể trả hết coi như cạn tình cạn nghĩa. Lúc này cô vẫn chưa hiểu được tại sao anh lại nói như vậy, Sở Huyền Thần không giấu giếm nên đã nói cho cô biết. Mẹ anh năm xưa đã bị chính cha của Nhược Nguyệt giết, tin tức này khiến Nhược Nguyệt bị sốc mà nhận ra rằng Sở Huyền Thần đã giấu mình rất lâu. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong con người cô lúc này, Huyền Thần yêu cầu Nhược Nguyệt nhanh chóng rời đi trước khi anh đổi ý. Nhược Nguyệt đang định rời đi với những cảm xúc phức tạp, nhưng sau cùng cô vẫn chọn ở lại. Cô nói với Sở Huyền Thần rằng chỉ có giải cứu được Thái Hậu thì mọi vấn đề mới có thể được giải quyết. Hơn nữa điều này mới có thể giúp bản thân thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Huyền Thần nghe vậy rất cảm động và cho rằng cô đang nói đúng, liền lên xe ngựa tiến thẳng vào cung điện. Vân Nhược Nguyệt lúc này mới hỏi thêm về chuyện phụ thân mình giết mẫu thân anh và thông tin từ đâu. Huyền Thần nói rằng Sở Diệu đã nói cho mình biết chuyện này. Cùng lúc đó Tiểu Phượng và Tô Thất Thiết cùng nhau đi tìm Sở Thiên Dục để nhờ anh ta giúp cứu Nhược Nguyệt. Thiên Dục nói rằng chìa khóa bây giờ của họ chính là cứu Thái Hậu. Sau khi Nhược Nguyệt quyết định quay trở lại cung điện để chữa bệnh cho Thái Hậu, nhưng khi họ đến cổng thành lại phát hiện khắp nơi đều có người truy nã Sở Huyền Thần. Để bảo vệ Vân Nhược Nguyệt, Sở Huyền Thần đã chủ động lộ diện thu hút lính canh trước khi rời đi. Nhược Nguyệt lợi dụng lúc hỗn loạn đi đến cổng thành, người lính canh cửa càng nghi ngờ hơn khi nhìn thấy cô ăn mặc như người hầu nhưng cầm một tấm thẻ chỉ thuộc sở hữu của hoàng gia. Khi Nhược Nguyệt không biết phải làm gì thì Sở Thiên Dục đã đến kịp thời. Anh nói với lính canh rằng Nhược Nguyệt là người hầu của gia đình mình và chính anh đã ra lệnh cho cô ra ngoài để làm việc. Sau đó, anh mang theo Nhược Nguyệt vội vàng trở về cung của Thái Hậu để tìm cách cứu bà. Lúc này Thái Hậu đã hôn mê từ lâu, thị nữ của Thái Hậu ngăn cản Nhược Nguyệt lại gần. Tiên Vương nghiêm khắc mắng thị nữ và yêu cầu để Nhược Nguyệt vào chữa cho Thái Hậu. Ngồi ở đó sau khi khám xét tình hình của Thái Hậu, Nhược Nguyệt cảm thấy mình không chắc chắn về việc cứu được bà. Sở Thiên Dục lớn tiếng nhắc nhở cô rằng việc chữa khỏi cho Thái Hậu có liên quan đến nhiều sinh mạng, chính vì vậy bất chấp để lộ thân phận là người từ tương lai trở về. Cô dùng điểm trước đó để đổi bình oxy, dao mổ và thuốc tiêm ở hệ thống thiết bị y tế. Sau đó yêu cầu hai người họ hỗ trợ để cô bắt đầu điều trị tích cực. Cùng lúc này, Sở Huyền Thần cũng được đưa đến gặp Hoàng đế Sở Diệu. Ở đó anh xin cho mình một cơ hội được gặp Thái Hậu lần cuối. Sau khi Hoàng đế đồng ý, Tần Vương cũng xin đi theo để giám sát. Gần đến nơi, Tấn Vương vừa nghe Vân Nhược Nguyệt ở bên trong lập tức muốn xông vào. Sở Huyền Thần lập tức rút kiếm khống chế hắn, ra lệnh không cho ai đến gần. Lúc này, Sở Diệu nghe được nơi đây náo loạn cũng vội vàng đi tới. Ông ta chỉ nghe theo lời của Tấn Vương mà lớn tiếng mắng Sở Huyền Thần có ý đồ xấu xa. Sau đó ra lệnh cho thị vệ bắt Sở Huyền Thần. Anh nói rằng mình có thể đánh cược cả mạng sống của mình và tin rằng Thái Hậu sẽ khỏi bệnh. Nếu Nhược Nguyệt không thể chữa khỏi bệnh cho Thái Hậu, bản thân sẽ tự sát để chuộc lỗi. Lúc này, Vân Nhược Nguyệt cũng đã giải phẫu xong. Ra đến ngoài khi nghe được Sở Huyền Thần tin tưởng mình vô điều kiện. Cô cũng không phụ lòng anh mà nói với Hoàng thượng rằng Thái Hậu vừa diễn ra ca phẫu thuật thành công, nhưng hiện tại bà vẫn chưa tỉnh lại. Sở Diệu lại nghi ngờ lời nói của cô, liền hạ lệnh nếu hoàng hôn không tỉnh lại, Sở Huyền Thần sẽ phải uống rượu độc rồi tự sát. Thời gian cứ thế trôi đi đến khi mặt trời đã lặn, Sở Diệu ngạo nghễ ép Sở Huyền Thần uống rượu độc. Nhưng lúc này Thái Hậu được thị nữ dìu ra khỏi phòng, thấy Thái Hậu đã bình phục sắc mặt tốt hơn. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Sở Diệu không còn cớ để có thể bắt Sở Huyền Thần và Nhược Nguyệt phải chịu trách nhiệm. Vì để ban thưởng cho Nhược Nguyệt vì đã cứu Thái Hậu, theo đề nghị của Sở Thiên Dục,
Thái hậu đã cho phép Nhược Nguyệt mở một phòng khám y tế. Nhược Nguyệt rất vui mừng và bắt đầu chuẩn bị khi cô trở lại nhà của mình, Sở Huyền Thần cũng đến giúp đỡ. Tuy nhiên anh không hiểu thiết bị y tế hiện đại nên đã nói đùa rất nhiều sau khi nhìn thấy những thứ đó, được sự cho phép của Thái hậu. Nhược Nguyệt bắt đầu chuẩn bị cho việc mở phòng khám, cô tìm thấy một ngôi nhà và dự định sử dụng nó làm nhà cho phòng khám, đồng thời thuê nhân công để giúp dọn dẹp, nhưng tình trạng cũ kỹ hư hỏng hơn nữa lại bị bỏ hoang nhiều năm. Bên trong bừa bộn chuột chạy tán loạn khắp nơi khiến những người thuê không thể làm việc được. Nhược Nguyệt không hiểu tại sao một người đàn ông trưởng thành lại có thể sợ những con chuột nhỏ đó. Lúc sau Mạch Ly tới báo cáo việc tuyển dụng y tá. Nhưng Nhược Nguyệt không cho anh nói ngay mà đoán rằng mọi chuyện nhất định diễn ra suôn sẻ. Nhưng khi cô đến kiểm tra, cô không khỏi cười khổ khi nhìn thấy bốn nam y tá cao lớn mặc đồng phục y tá màu hồng, đứng đó rất uy nghiêm. Hóa ra là Tiểu Phượng đã yêu cầu Mạch Ly tuyển dụng y tá, nhưng những cô gái ở thời đại này lại thấy công việc nam nữ này không tốt nên không ai dám làm. Nhược Nguyệt nghĩ rằng việc tuyển dụng y tá nữa đúng là sẽ khó khăn hơn nên cô đã để những nam nhân này bắt đầu huấn luyện, không ngờ những người lính này không có kiến thức y tế nào. Và mô hình bù nhìn của Nhược Nguyệt nhanh chóng bị họ phá hủy, Nhược Nguyệt nhìn thấy vậy thì lo lắng nhưng không còn lựa chọn nào khác. Buổi tối Sở Huyền Thần đến chỗ công chúa, Nam Cung Nhu muốn đi tắm cùng anh nhưng đâu có được. Anh nhìn để cô ở đây rồi sang tìm Vân Nhược Nguyệt, nhìn thấy Sở Huyền Thần đột nhiên đi vào, Vân Nhược Nguyệt sợ hãi hét lên. Sở Huyền Thần vội vàng đi ra ngoài, nhưng hắn nghĩ lại, hắn cùng Vân Nhược Nguyệt là vợ chồng. Nhìn thấy Vân Nhược Nguyệt cùng nhau tắm thì sao chứ, với dáng vẻ quyến rũ của Vân Nhược Nguyệt Sở Huyền Thần gần như không kiềm chế được bản thân. Nhưng khi nghĩ đến mình còn có việc phải làm, anh đã kịp thời bình tĩnh lại, hẹn cô hôm khác sẽ đến chiến đấu sau đêm khuya Chu Huyền Thần tìm được võ. Hắn dẫn anh vào một cái thôn nhỏ, tình cờ gặp phải một đám thổ phỉ đang cướp một cặp lão nhân, Chu Huyền Thần rút kiếm đang định xông vào. Nhưng Vũ đã ngăn anh lại bằng đôi mắt của mình. Sau khi bọn cướp rời đi, hai vợ chồng ôm nhau khóc lóc, Vũ kéo hắn sang một bên nói Lý Vương thông cảm cho dân chúng. Không biết có bao nhiêu người vùng biên giới Đại Sở đã phải chịu khổ như thế này. Lý Vương trở về nhà và đem cho Vương Phi một đống kim tiêm và hỏi nàng lý do nàng muốn rời đi. Vương Phi chỉ im lặng mà không nói gì, Lý Vương cũng tôn trọng quyết định của nàng, chỉ mong nàng đừng có chơi trò mất tích. Phòng khám của Vương Phi sắp mở cửa, cô ấy sẽ dẫn đầu các nhân viên y tế tuyên thệ học hỏi và tỏ lòng kính trọng với Nightingale. Cô thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ trong lời nói của bà ấy, nói rằng Nan, Chu Huyền Thần tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa chủ nhân và người hầu, liền ghen tị với Nightingale. Mạch Ly báo cáo với Lý Vương về việc bao vây và trấn áp thổ phỉ, nói rằng địa hình hiểm trở, chướng khí tràn lan, binh lính bị tổn thất nặng nề. Anh hạ lệnh rút quân chờ cơ hội, đồng thời yêu cầu Mạch Ly điều tra về người tên là Nightingale. Buổi tối Vân Nhược Nguyệt đang ngồi ở bàn viết viết thì Sở Huyền Thần đi vào. Nàng cũng không rảnh để ý tới hắn bởi vì nàng đang viết bài thi. Ngày mai sẽ tuyển bác sĩ, Sở Huyền Thần nhịn không được hỏi nàng Nightingale là ai. Vân Nhược Nguyệt cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của hắn, nhưng vẫn trả lời bà là người rất quan trọng nhưng đã chết. Sở Huyền Thần nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm và không còn gây sự với cô nữa. Người hầu nói với Nam Cung Nhu những gì cô nghe được về việc tuyển dụng bác sĩ của Vương Phi. Cô đang có ý định phá hoại việc tuyển dụng Vương Phi, vì vậy cô đã đến tìm cha mình. Ngày hôm sau, ông Năng Gong cử người đến phòng khám của Vương Phi và chính thức ký hợp đồng với phòng khám y quán Hòa Hiệp. Vương Phi không biết chuyện gì đã xảy ra và tổ chức lễ cắt băng khánh thành theo kế hoạch. Phòng khám nhộn nhịp mở cửa. Buổi tối Vân Nhược Nguyệt vẫn đang chăm chỉ chuẩn bị thuốc cho mọi người. Cô tự tin nói rằng không nói đến vạn người, thậm chí 100.000 người y thuật của cô cũng không thành vấn đề. Vừa nghe thấy tiếng Tiểu Phượng từ bên ngoài truyền đến, khi Vương Phi đi ra ngoài, cô nhìn thấy Mạch Ly đang kéo Tiểu Phong vào sân, cả hai đều say khướt. Vương Phi tức giận tìm đến Sở Huyền Thần, người lên án anh ta không quản người của mình đã khiến Tiểu Phượng say khướt. Sở Huyền Thần cũng không nói nên lời, ra lệnh cho nha hoàn mang Tiểu Phượng đi. Sau đó mấy người liền gọi Mạch Ly dậy và hỏi tội. Anh không thể vòng vo, anh chỉ có thể nói sự thật, thừa nhận mình thích Tiểu Phượng nhưng anh không biết cách theo đuổi con gái. Thấy Tiểu Phượng thích uống rượu, anh mua rượu ngon để chiêu đãi cô tại chỗ, nhưng anh không ngờ Tiểu Phượng lại như vậy. Vương Phi nghe xong không khỏi bật cười, Mạch Ly thực sự là một người đàn ông thẳng thắn, làm sao anh ta có thể thắng được một cô gái để theo đuổi một cô gái. Vân Nhược Nguyệt nói rất nhiều về cách sử dụng thời gian trước và dưới trăng làm thế nào để lãng mạn và say mê. Sở Huyền Thần nghe rất thích thú, nhưng Mạch Ly đã ngủ quên khi nghe nó. Lý Vương vừa chăm chú nghe cô kể vừa bóc hướng dương cho cô, đó chính là lãng mạn. Vương Phi và Lý Vương được Hoàng đế triệu vào cung điện, bệ hạ nói với họ rằng những người trẻ tuổi phải biết kiềm chế và không quá ham mê. Ngài đã ra lệnh cô nhanh chóng đi khám cho Thái hậu, bởi vì Thái hậu hiện tại người bà tin tưởng nhất chính là Vân Nhược Nguyệt. Sau khi Vương Phi rời đi, Chu Huyền Thần báo cáo với Hoàng đế bên thủy phía tây nam của Đại Sở có đạo tặc hoành hành chiếm đoạt đất đai, tàn sát bách tính, đồng thời cầu xin Hoàng đế phái quân đến bao vây và trấn áp họ. Hoàng đế cười mỉa mai nói, Sở Huyền Thần biết sự tình cách xa ngàn dặm, việc này không dễ dàng, người hỏi Sở Huyền Thần cần bao nhiêu quân.
Lý Vương bẩm báo rằng nơi đó địa hình hiểm trở, khí độc vây quanh, ít nhất cần 2 vạn quân tinh nhuệ. Tuy nhiên hoàng đế nói trong tay chỉ có 200 người, muốn Sở Huyền Thần trấn thủ đất nước, tự mình lãnh đạo dân chúng trấn áp bọn thổ phỉ, không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Vương Phi đến cung điện của Thái Hậu, nhưng nơi này quá lớn và cô bị lạc. Cô nói với Lý Vương rằng cô sẽ thường xuyên đến hậu cung để gặp Thái Hậu. Trở lại bệnh viện, Tô vội vàng chạy tới hỏi thăm tình hình của Khiết Vũ. Khi biết Vân Nhược Nguyệt sẽ vào hậu cung trong 5 ngày nữa, ông vui vẻ quay lại viết một lá thư, thấy anh hoàn toàn khác. Tiểu Phượng bối rối hỏi Vương Phi anh bị sao vậy. Vương Phi nói rằng anh Tô bị bệnh tương tư và có mùi chua chát của tình yêu. Lúc này, Mạch Ly mang theo một túi lớn hạt dưa đi vào, đặt trước mặt Tiểu Phượng hỏi hắn có chuyện gì. Tự tin nói tất cả đều lãng mạn, đáng tiếc Tiểu Phượng không ăn hạt dưa. Lúc này, bên ngoài có người đang bán thuốc giảm giá 50% của trung tâm y tế Vương Phi. Vương Phi vội vàng đi ra ngoài kiểm tra. Sở Lưu Vân nói rằng anh ấy sẽ chỉ xem ai bắt được gián điệp trước, nếu anh ấy thắng, Vương Phi sẽ giúp anh ấy một tay. Hóa ra Vương Phi từ lâu đã biết những bác sĩ đó không rõ lai lịch, còn đặc biệt nói rằng cô sẽ chia sẻ đơn thuốc với họ để thả mồi. Tuy nhiên, đơn thuốc của cô vẫn thiếu một thành phần dược liệu chủ chốt. Người mua loại thuốc được giảm giá 50% trên thị trường, sau khi uống thuốc, về nước bệnh không thể khỏi nên một số bác sĩ bị nghi ngờ bán thuốc giả, kém chất lượng đã vội vàng đến chỗ Vương Phi để tìm kiếm. Biện pháp đối phó là Vương Phi tự tin lấy ra những viên thuốc thật để tìm hiểu xem trong đơn thuốc có những dược liệu gì. Nam Cung Nhu buổi tối đã đến hiệu thuốc và tự mình lấy ra cặn thuốc, chuẩn bị hợp tác với một số bác sĩ bên ngoài. Cuối cùng cả hai đều bị bắt. Bên trong là Sở Huyền Thần và Vân Nhược Nguyệt. Đúng vậy, Sở Lưu Vân bắt được bên ngoài nên hai bên chiếm 50%. Chu Huyền Thần đang cùng Mạch thảo luận về việc đi về phía Tây Nam trấn áp thổ phỉ thì Vân Nhược Nguyệt đi vào, thấy không giấu được nàng. Sở Huyền Thần nói cho Vân Nhược Nguyệt, hoàng đế cố ý làm khó hắn, chỉ phái 200 người đến biên giới trấn áp thổ phỉ, cẩn thận. Cô biết đó là khí đầm lầy, nên anh nói với Sở Huyền Thần rằng anh hoàn toàn ủng hộ chiến thần Sở để loại bỏ tổn hại cho đất nước. Sau một đêm thiết kế và nghiên cứu, Vương Phi đã thiết kế ra một chiếc mặt nạ phòng độc và lọ thuốc, Mạch Ly đã nhận lệnh lấy nó. Sau khi nhìn thấy nó, thấy nó rất đẳng cấp, Sở Lưu Vân đã đến mượn Vương Phi. Vương Phi đành phải làm vậy và theo anh ta ra ngoài. Sở Lưu Vân đưa Vương Phi ra ngoài để xem nỗi khổ của người dân. Một cô gái trẻ bán mình như cỏ dại, nói rằng cô muốn đổi tiền chữa bệnh và thuốc men cho mẹ mình. Vương Phi không nhịn được quay lại mượn tiền Sở Lưu Vân, nhưng anh nghiêm khắc nói rằng sẽ không mua. Vương Phi không hiểu tại sao lần này anh lại tàn nhẫn như vậy với cô. Người đáng thương như vậy lại có vô số người không giúp được gì và yêu cầu Vân Nhược Nguyệt nghĩ khác đi. Vân Nhược Nguyệt ở trong bệnh viện bồn chồn không biết Sở Huyền Thần như thế nào rồi. Tiểu Phượng cũng rất lo lắng cho Mạch Ly. Vương Phi nói cho cô biết rằng Mạch Ly cũng rất thích cô ấy. Lúc này bên ngoài có tiếng khóc và tiếng động. Hai người ra ngoài xem xét thì thấy một người phụ nữ đang kéo một thi thể đến chặn lại trước cửa y quán. Người phụ nữ khóc và cho biết chồng cô đã uống thuốc ở đây cách đây một tuần và qua đời sau khi uống thuốc. Nhưng khi nhìn qua những biểu hiện trên cái xác thì rõ ràng là hắn đã bị trúng độc chết. Vương Phi cảm thấy rất kỳ lạ nên cô quyết định đến chỗ thi thể vào ban đêm để mổ xẻ thi thể và tìm ra nguyên nhân cái chết. Tiểu Đan nói cho Nam Cung Nhu chuyện này. Chủ nhân dự định đối phó Vân Nhược Nguyệt trong khi Sở Huyền Thần không có ở nhà. Vào buổi tối, Vương Phi đưa Tiểu Phượng đến nơi. Sau khi khám nghiệm tử thi, cô phát hiện thi thể có triệu chứng ngộ độc rõ ràng. Ban đầu, Vương Phi đánh giá rằng đó là do ô nhiễm nguồn nước do nhà máy in và nhuộm gây ra để đe dọa Vương Phi và những người khác. Tiểu Đan ngồi xổm ở ngã tư và bắt chước tiếng gọi ma quái. Sau khi Vương Phi và những người khác nhìn thấy điều này, họ đã sợ hãi bỏ chạy. Để xác định xem nguồn nước có bị ô nhiễm hay không, Vương Phi quyết định lại đến chỗ thi thể một lần nữa. Sau khi Nam Cung Nhu nghe tin, cô đã nhờ cha mình. Ông dẫn người đến vây quanh Nghĩa và vu khống Vương Phi là phù thủy. Lúc này, vị vua thông thái Sở Lưu Vân đã đến và cố gắng hết sức để bảo vệ Vương Phi, nhưng Nam Cung Nhu và cha cô vẫn không chịu bỏ cuộc. Sở Huyền Thần đột nhiên xuất hiện và nói với mọi người rằng anh tin tưởng Vân Nhược Nguyệt, nói xong liền kéo cô đứng dậy bước đi. Vương Phi đặc biệt vui mừng, cảm thấy Huyền Thần như có cánh cửa thần kỳ của Doraemon luôn xuất hiện khi cô cần anh. Chu Huyền Thần nói với cô rằng anh đã giành được thắng lợi hoàn toàn trong cuộc viễn chinh trấn áp bọn cướp. Tuy nhiên, anh đã trải qua vô số trận chiến trong đời và chưa bao giờ có người đối xử tốt với anh như lần này. Lý Vương nhớ cô rất nhiều, không chỉ là một phần trong kế hoạch cuộc đời anh mà cô là cả cuộc đời. Sau khi nghe điều này, Vân Nhược Nguyệt đã rất xúc động và hai người đã ôm nhau thật chặt. Sở Khiết Vũ được hoàng đế ra lệnh đến Thịnh Quốc để kết hôn nên tuyệt vọng bước lên nóc cung điện quyết tâm chết. Khi Tô Thất phát hiện ra, anh ta vô cùng đau buồn tức giận và chạy đến cung điện để cứu cô ấy, nhưng lại bị em gái của anh ngăn lại và cảnh báo anh ta không được mang tai họa đến cho Tô gia. Tô Thất bày tỏ rằng anh thà rời bỏ Tô gia còn hơn không được ở bên Khiết Vũ. Vân Nhược Nguyệt nhờ Sở Lưu Vân giúp đỡ leo lên mái nhà, từng bước một đến gần Sở Khiết Vũ và dùng lời nói nhẹ nhàng an ủi nàng. Sở Khiết Vũ từ trên mái nhà nhảy xuống đầy đau buồn và phẫn nộ.
Vương Phi ở phía sau cảm thấy rất tiếc vì không thể giữ được cô ấy, mẫu hậu khi nhìn thấy nó đến mức ngất đi. Về muộn, Ly Vương cũng không khỏi đau lòng khi nhìn thấy Sở Khiết Vũ nằm trên mặt đất. Vương Phi khẩn cấp đến giải cứu và sử dụng tất cả hiểu biết của để giải cứu Khiết Vũ với nỗ lực của mình. Hoàng thượng rất biết ơn vì điều này, Tô Thất đã cầu xin Hoàng đế gả Sở Khiết Vũ cho mình. Nhưng Hoàng đế không đồng ý, anh nhanh chóng bị lôi ra ngoài. Hoàng đế biết được Vương Phi đã cứu Khiết Vũ và không thể không khen ngợi kỹ năng y tế tuyệt vời của cô. Vương Phi nhân cơ hội xin Hoàng đế cho phép cô mở lại phòng khám để chữa bệnh cho mọi người. Huyền thần đưa ra bằng chứng mà anh tìm thấy, cho thấy cái chết cuối cùng của bệnh nhân là do ô nhiễm nước từ phường máy in và nhuộm, và Hoàng đế đồng ý mở lại y quán Hòa Hiệp. Vương Phi và Tiểu Phượng vừa quay lại y quán thì thấy cửa đầy bệnh nhân, họ đều cầu xin Vương Phi giúp chữa trị cho mình. Vương Phi phát hiện ra rằng họ đều bị bệnh do ô nhiễm nước. Vân Nhược Nguyệt vội vàng tiến vào bệnh viện nghĩ biện pháp, Tiểu Phong vội vàng trở lại cung điện, thỉnh Sở Huyền Thần tới cứu viện. Khi Ly Vương và những người khác đến, Vương Phi đang bận điều trị cho bệnh nhân và truyền dịch cho mọi người, nhưng Vương Phi không có đủ người. Tình cờ nhìn thấy Huyền Thần và yêu cầu anh ta đến nâng bình truyền dịch, sau đó Mạch Ly gọi thêm rất nhiều người trong phủ đến. Vấn đề lấy bình truyền dịch đã được giải quyết, sau khi bệnh nhân được chữa trị, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm và bày tỏ lòng biết ơn đối với Vương Phi. Y quán Hòa Hiệp mở cửa trở lại. Sở Huyền Thần ở trong thư phòng đọc sách, hắn nhớ tới từng giây phút ở cùng Vân Nhược Nguyệt, trong lòng tràn đầy ấm áp. Quyết định lập tức đi đến Vân Nhược Nguyệt thì thấy Tiểu Phượng đang nói chuyện với Mạch Ly. Cô ấy nói với anh ấy rằng hai người không thể ở bên nhau vì cô ấy và Vương Phi đều người qua đường. Mạch Ly sau khi nghe thì sửng sốt bởi vì hắn không hiểu lời nói của Tiểu Phượng. Sáng hôm sau, Sở Huyền Thần đang nằm chữa lành thì Vương Phi đến và ép anh đi mua sắm, thậm chí còn mua cho anh một món quà là cây kiếm gỗ. Cả hai vui vẻ cười rồi cùng nhau xem bói. Sở Huyền Thần dẫn Vân Nhược Nguyệt đi dạo trên đường, bọn họ ăn bánh quế thơm ngon, đi thăm phố Đông Hoa nhộn nhịp, địa điểm yêu thích của bọn họ trước đây rất vui vẻ. Nhưng Sở Huyền Thần lại kéo cô đến một bên đường, anh ta hỏi với vẻ mặt u ám cô là ai. Vương Phi có chút bối rối không biết tại sao anh ta lại hỏi như vậy. Sở Huyền Thần nói, cô căn bản không phải Vân Nhược Nguyệt, bởi vì Vân Nhược Nguyệt thích nhất đi dạo ở phố Đông Hoa, không thích ăn bánh quế thơm ngọt. Vương Phi nghe xong có chút ngơ ngác. Cô dừng lại một lúc rồi nhàn nhã nói rằng hóa ra anh không hề yêu cô, luôn nghi ngờ thân phận của cô. Vương Phi rời đi với tâm trạng chán nản. Cô tình cờ gặp một bà già đang ép cô gái Nguyệt Nguyệt bán mình, nhưng cô gái đã từ chối, bọn côn đồ do bà dẫn đầu đã bao vây cô. Trong cơn tuyệt vọng, cô gái đã tông vào cột và hôn mê. Vương Phi vội vàng nhờ người đưa cô trở lại bệnh viện để cứu chữa. May mắn thay, việc điều trị kịp thời và Nguyệt Nguyệt đã tỉnh lại, cô thấy mình không còn nơi nào để đi. Vương Phi tạm thời để định cư tại bệnh viện, bởi vì cô và Sở Huyền Thần còn chưa hòa giải nên cô cũng đã đến trung tâm y tế nghỉ ngơi. Sở Huyền Thần ở trong cung suy nghĩ một chút, hắn hiểu rằng hiện tại hắn yêu Vân Nhược Nguyệt, bất kể nàng là ai, nên lập tức đứng dậy chuẩn bị xin lỗi Vân Nhược Nguyệt. Lúc này Tú Bà bán thân đang đưa người đến phòng khám, cố gắng dùng vũ lực cướp lấy Nhạc Nha. Sở Huyền Thần cùng lúc đó đã đến kịp thời, khuất phục lão bán thân và những người khác, hôn Vân Nhược Nguyệt ở nơi công cộng để bày tỏ tình cảm. Nữ chính của chúng ta Vấn Dược Nguyệt có một giấc mơ về bách tính nghèo khổ. Hiệp hội ngành y tầng lớp bóc lột nhân dân dẫn đến nhiều gia đình tan nát, cô làm đủ mọi cách cứu chữa nhưng cũng bất lực. Lúc Vấn Nhược Nguyệt tỉnh lại, cô rất sợ khi nhìn thấy những điều đó và bản thân muốn lật đổ hiệp hội ngành y phá vỡ lũng đoạn. Huyền Thần ở bên cạnh an ủi cô và hứa cùng nhau lật đổ hiệp hội đó. Sáng hôm sau anh đi vào làng thì thấy rất nhiều bách tính nghèo đói. Huyền Thần cho tiền một người ăn xin thì phát hiện đó là chị. Sau đó hai người cùng nhau đi đến một nơi thì phát hiện mấy tên quan lại đang cướp tiền của dân nghèo. Anh tức giận đi theo và đánh cho hắn một trận. Trở lại phòng khám của Vấn Nhược Nguyệt, khi các y tá đang thử việc vào người dân khiến ai nấy kêu gào trong đau đớn, khiến cô phải bất lực không biết chỉ dạy như thế nào. Đúng lúc này có một nhóm cô gái đi tới muốn xin việc làm. Họ tự giới thiệu mình là bằng hữu của Nguyệt Nha, muốn ứng tuyển y tá để cứu bách tính. Cùng lúc đó Huyền Thần dẫn tên cướp tiền của bách tính tới, nhưng vì quá sơ ý hắn ta đã cưỡng chế một cô gái và bỏ trốn. Mấy cô gái thấy vậy vì quá sợ cũng bỏ đi, khiến Vấn Nhược Nguyệt rất tức giận. Đến bữa ăn, cả hai người đang ấm ức vì sự việc vừa nãy, không ai nhịn ai, cuối cùng cả hai bỏ bữa rời đi. Chuyển cảnh, Vấn Nhược Nguyệt đi đến ngôi làng để giúp đỡ bách tính và muốn biết người hay thu nợ ở đây, nhưng vì sợ hãi thế lực nào đó nên không ai dám nói điều này. Trở lại Lý Vương thủ, hai người đã làm hòa. Vấn Nhược Nguyệt liền dùng bí thuật gia truyền của mình thời hiện đại, đó là spa, áp dụng trên người Huyền Thần, khiến anh đau đớn kêu gào. Sáng hôm sau cô dẫn Huyền Thần đến lại ngôi làng đó để tra hỏi về người thu nợ. Nhưng vừa đến nơi thì đã phát hiện một tên đang cướp bóc, hai người liền ra tay giúp đỡ. Thì ra bà ta nợ tiền của bọn chúng lên Vấn Nhược Nguyệt sẽ trả hộ trong một ngày, hắn ta đồng ý rời đi. Huyền Thần lúc này ngơ ngác hỏi vợ mình rằng kiếm ở đâu được số tiền đó một ngày. Nhưng cô vẫn vui mừng, hình như đã có âm mưu gì đó. Thì ra Vấn Nhược Nguyệt muốn dùng nhan sắc của chồng mình để bán thuốc hộ. Nhưng Huyền Thần đường đường là hoàng tử, ai mà chịu bán chứ.
Đúng lúc đó Mạch Trúc đi tới muốn bán hộ, cơn ghen nổi lên Huyền Thần liền đi tới bán. Cuối cùng hai người tranh nhau không ai chịu nhường ai. Sau một hồi với sự uy tín của hai chàng trai cuối cùng cũng bán hết số thuốc và mang số tiền đó cho hai bà cháu trả nợ, nhận lại hai người nhận lại được thông tin của kẻ thu nợ. Huyền Thần và Vấn Nhược Nguyệt lập tức tới đó cho hắn một trận. Nhưng em gái hắn ta ngăn cản vì kiệt sức nên ngất đi, ba người cùng đưa cô bé về phòng khám thì mới biết đứa bé bị bệnh não. Nếu không phẫu thuật nhanh chóng sẽ không sống được nổi 3 tháng. Hắn ta nghe xong thì tức giận liền bế cô bé rời đi, nhưng Vấn Nhược Nguyệt đã thức cả đêm hôm đó để chuẩn bị phòng phẫu thuật. Khi trở về cô chợp mắt một chút để đợi Mạch Trúc và Huyền Thần mang cô bé tới. Sau một hồi cô bé đã đến nhưng tên Bùi Hổ chạy đến can ngăn không muốn cho Vấn Nhược Nguyệt làm. Cô liền đi tới tát cho hắn một cái và bảo nếu không phẫu thuật ngay lập tức thì cô bé sẽ chết trong vòng tay người trong 3 tháng nữa. Hắn ta nghe xong mới bình tĩnh lại. Sau một hồi phẫu thuật cô bé đã tỉnh lại, Bùi Hổ rất vui mừng vì điều đó liền chạy ra cảm tạ Vấn Nhược Nguyệt. Nhưng điều mà mọi người muốn biết là người đứng sau những kẻ thu nợ là ai. Nhưng bản thân hắn ta cũng ca biết vì tên đó che mặt rất kỹ và chỉ nhận tiền vào canh 3 buổi đêm, chuyển cảnh Huyền Thần trở về nhà trong lúc cơ thể đang bị thương. Thì ra lúc này anh phát hiện có một tên lạ mặt đi đến hiệp hội ngành y vì sơ suất không để ý đã bị một tên khác đánh lén. Vấn Nhược Nguyệt rất lo lắng vết thương của anh liền lấy thảo dược bôi để có thể mau lành hơn. Huyền Thần rất vui và bảo cô hát cho mình nghe coi như anh là người bệnh cần người chăm sóc. Vấn Nhược đồng ý hát cho Huyền Thần nghe và nhớ lại những kỷ niệm đẹp. Sáng hôm sau cả hai vừa ngủ dậy thì phát hiện một bức thư ám báo hiệu nhiệm vụ chị chỉ còn 7 ngày nữa. Huyền Thần thắc mắc không biết người đó vào lúc nào mà bản thân không biết gì. Ngày mai anh quyết định lén lút đến đó một chuyến nữa, nhưng Vấn Nhược Nguyệt không muốn cho Huyền Thần đi vì vết thương chưa lành. Nhưng vừa nghe anh bảo lén lút đến đó cô liền lấy ra một tấm thiệp mời và bản thân sẽ đi một cách quang minh chính đại và muốn Huyền Thần chỉ giáo một số cách đột nhập cơ bản. Anh bắt đầu chỉ cô cách mở khóa, nhưng vừa học được vài giây vì mê trai lên Vấn Nhược Nguyệt lại gần muốn hôn anh, khiến Huyền Thần ngại ngùng rời đi. Tối đến Vấn Nhược Nguyệt đã đến bữa tiệc ở hiệp hội ngành y. Nhưng chưa kịp điều tra được gì thì một đống người đến chúc rượu cô, khiến Vấn Nhược Nguyệt trở tay không kịp. Vì quá say xỉn cô đi vào một căn phòng để tìm kiếm manh mối, Vấn Nhược Nguyệt bắt đầu nhớ lại những lời Huyền Thần dạy mở thành công chìa khóa và lấy được sổ sách rất quan trọng. Phía bên ngoài Huyền Thần đã sốt ruột đợi thì cô xuất hiện với một cơ thể say xỉn không biết gì. Bắt đầu ăn nói lung tung hết đòi điện thoại rồi đi xe máy các kiểu, khiến anh chỉ biết nhịn mà chiều theo người mình yêu. Trở lại đến phòng cô vẫn không chịu ngủ muốn đòi thêm nhẫn cưới và thủ tục cầu hôn khiến Huyền Thần ngơ ngác không biết cô ấy đang nói gì. Phía bên này thị vệ Mạch Ly và Tiểu Phượng cũng đang nhâm nhi cùng nhau những chén rượu, hai người uống quá say nên bắt đầu nói lung tung. Mạch Ly muốn đưa cô ấy về nhưng vì nam nữ thụ bất thân nên Tiểu Phượng đã đẩy ngã anh. Chính vì điều đó cô cảm thấy có lỗi nên đã dìu Mạch Ly về và hứa sẽ bôi thuốc cho anh. Sáng hôm sau lúc này Vấn Nhược Nguyệt đã dậy thì Huyền Thần đã mang tới một bát canh tẩm bổ. Tiện đây anh hỏi cô về nhẫn cưới và cầu hôn chuyện hôm qua khiến cô rất ngại. Vấn Nhược Nguyệt lấy quyển sách qua trộm được ra kiểm tra vì quá say nên đã lấy nhầm. Cô định quay lại đó tìm lại nhưng Huyền Thần không cho đi nữa vì lần tới rất nguy hiểm. Trở về tinh thần các anh rất thắc mắc về nhẫn cưới và cầu hôn liền hỏi Tiểu Phượng về điều đó. Nô tỳ vừa giải thích xong thì Song Vấn Nguyệt Nhi đi đến. Hai người rất sợ nhưng vẫn tỏ ra không biết gì. Huyền Thần hứa với cô sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trị và ôm chầm lấy nhau để che giấu đi bí mật vừa rồi. Cùng lúc đó Mạch Ly đến hỏi Tiểu Phượng rằng điều hôm qua cô nói là thật không nhưng vì say nên Tiểu Phượng không nhớ gì hết. Đúng lúc đó Mạch Trúc đi tới thì cô ta đã vội nói điều ngày hôm qua với anh, khiến Mạch Trúc không hiểu gì chỉ biết gượng cười. Sáng hôm sau rất nhiều dân chúng đến để đòi nợ Vấn Nhược Nguyệt, nhưng cô muốn mọi người cùng gia công quán thuốc xong. Cô sẽ trả hết nợ cho mọi người, nhưng không ai đồng ý họ chỉ muốn tiền luôn. Đang lúc khó xử thì Bùi Hổ đi tới nói rằng cô là một người đại y rất giỏi cần người giúp đỡ xây dựng tiệm thuốc để có thể giúp đỡ bách tính. Nghe xong ai nấy cũng hào hứng đăng ký học. Sáng hôm sau một vài lớp học đã được bắt đầu dưới sự dẫn dắt của Vấn Nhược Nguyệt và Tiểu Phượng. Người dạy võ công, người dạy công thức làm thuốc, ai nấy rất hào hứng học tập. Bùi Hổ cùng đến để giúp mọi người một tay cùng nhau nhặt rau để bán. Sau một thời gian cuối cùng lô hàng đầu tiên đã bán được, ai nấy cũng vui mừng vì đã có tiền. Nhìn thấy mọi người như vậy Huyền Thần và Vấn Nhược Nguyệt rất vui. Bùi Hổ lúc này đến xin hai người để cho thể cho em gái mình đến chế thuốc cùng mọi người, nhưng Vấn Nhược Nguyệt không muốn cho cô bé đến vì còn rất nhỏ cần phải đi học. Nhưng hiện tại ở đây chưa có lớp học nên Huyền Thần hứa sẽ mở khiến Bùi Hổ rất vui. Phía bên này Nam Cung Nhu rất tức giận vì Vương Gia rất yêu ái Vấn Nhược Nguyệt, cô ta muốn làm tất cả để được lòng Vương Gia. Cùng lúc đó tên Tấn Vương đi tới nghĩ ra một cách để hại Vấn Nhược Nguyệt, trở lại tiệm thuốc không hiểu sao ai nấy cũng hết bệnh này bệnh kia khiến cô rất lo lắng. Đột nhiên Tiểu Phượng về báo tin toàn bộ thuốc đã hết hàng và ông chủ buôn xỉ ngừng hợp tác với cô chỉ vì biết tin có Vương Gia ở bên thì không thiếu gì tiền. Sau đó cả ba lập tức đi tới đó, nhưng vừa đi được một đoạn Vấn Nhược Nguyệt đã ngăn lại vì nếu anh đi sẽ thêm rất nhiều kẻ địch nữa.
cô đã có ý tưởng mới, không cần kết hợp với ông ta nữa, sẽ tìm một mối làm ăn khác. Huyền Thần liền đồng ý, cả hai lại vui vẻ ôm lấy nhau trước sự ngại ngùng của Tiểu Phượng. Cùng lúc đó, thị vệ đi tới báo có tin tức của ám. Hai người lập tức đi tới đó, thì nhận được một bức thư gián điệp của một kẻ lạ mặt. Đêm đến, Vấn Nhược Nguyệt đang suy nghĩ về công việc không có nguồn dẫn thì sẽ ngừng kinh doanh. Phía bên Huyền Thần thì suy nghĩ về nhiệm vụ sắp tới ở kinh thành rất nguy hiểm. Cả hai đều suy nghĩ muốn cùng nhau rời khỏi nơi này, nhưng cuối cùng Huyền Thần vì Vấn Nhược Nguyệt sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất. Sáng hôm sau, Mạch Trúc báo tin Thịnh Quốc đang dục dịch trỗi dậy. Huyền Thần cho rằng tên gián điệp nhất định do Thịnh Quốc phái đến, lập tức đi tìm tung tích của hắn ta. Cùng lúc đó, Vấn Nhược Nguyệt đến y quán của mình thì thấy Nguyệt Nha mặc bộ đồ y tá rất đẹp đi ra, đồng thời giới thiệu với tất cả mọi người rằng cô đã chính thức gia nhập y quán Hòa Hiệp. Vấn Nhược Nguyệt nói với Nguyệt Nha rằng chúng ta đang gặp chút khó khăn vì có kẻ cắt đứt nguồn nhập, đó là ông chủ tiền một người cầm đầu buôn bán thuốc trong thành, nên không ai dám làm gì ông ta cả. Nguyệt Nha liền nghĩ ra cách để giúp cô. Vấn Nhược Nguyệt lập tức đi tới Túy Hương Lâu hỏi ông ta vì sao không cấp thuốc cho mình. Ông ta cho rằng trong kinh thành dược liệu có hạn, muốn bán cũng khó. Cô liền tăng giá nhập khiến ông ta đổi ý, nhanh chóng đồng ý cấp lô tiếp theo trong 3 tháng. Cùng lúc đó, Tiểu Phượng đi đến gặp phu nhân của ông chủ tiền, báo rằng ông ta uống rượu nợ ở Túy Hương Lâu nên đến lấy trang sức của bà ta gán nợ, khiến bà ta tức điên lập tức tới đó. Phía bên đây, ông chủ tiền vừa nghe phu nhân đang tới liền sợ hãi khái hết ra có người không cho phép mình bán. Ông liền viết ra danh sách những người bán đưa cho Vấn Nhược Nguyệt, thì ra phía bên này tên Tấn Vương đã biết tin nhưng không trách ông chủ tiền mà vẫn vui vẻ, hình như hắn ta có âm mưu gì đó. Trở lại tinh thần, các Vấn Nhược Nguyệt và Huyền Thần đang rất nhớ nhau nhưng cả hai không chịu đi gặp. Cuối cùng vì nhớ không chịu được, cô liền đi tới phòng của Huyền Thần nói chuyện. Anh quyết định phải tìm ra kẻ gián điệp ở Thịnh Quốc vì nơi đó thuộc cao nguyên nên Vấn Nguyệt Nhi có cách để tìm ra hắn. Sáng hôm sau, có một vị tên từ cao nguyên đi tới, cô liền cố tình nói to mình đã thành công làm ra thuốc kim sang, có thể nhanh chóng cầm máu, nhanh liền vết thương và có thể giảm nhiễm trùng. Vừa nghe Sở Quốc có loại thuốc mới, hắn ta lập tức rời đi, đúng như kế hoạch của mọi người. Tối đến sau giờ tan làm, Nguyệt Nha hỏi cô vì sao có thể trở thành đại phu. Vấn Nguyệt Nhi cho rằng làm công việc đó có thể giúp đỡ được mọi người, địa vị xã hội cao và thu nhập tốt. Nhưng đi làm một thời gian mới biết công việc đó có rất nhiều khó khăn, đôi lúc muốn bỏ việc vì mệt mỏi. Nhưng vì một lần cứu vớt sinh mạng của một người thành công, nên từ đó làm động lực cho bản thân làm đại phu để cứu người. Chuyển cảnh lúc này, tất cả mọi người đi mua dược liệu thì bị một đám mai phục. May sao cũng giải quyết được bọn chúng, nhưng Huyền Thần vừa rời đi một lúc thì phát hiện mọi người đâu chỉ thấy xe hàng. Về phía Nam Cung, Nhu cô ta đang hành hạ Tiểu Phượng bắt nô lì, nói rằng Vấn Nhược Nguyệt đã chết. Nhưng Tiểu Phượng dù bị đánh chết cũng cương quyết không nói, khiến cô ta rất tức giận. Đang lúc định ra tay thì Mạch Ly đi tới đỡ lấy thanh gậy, bên ngoài Vấn Nhược Nguyệt và Huyền Thần cũng xuất hiện. Nam Cung Nhu rất ngạc nhiên vì theo kế hoạch thì cô đã chết rồi, sao lại xuất hiện ở đây? Thì ra lúc chạy trốn, Nguyệt Nha đã đánh ngất Vấn Nhược Nguyệt rồi lấy quần áo giả dạng và bị bọn chúng ra tay giết hại. Nam Cung Nhu cho rằng tất cả mọi chuyện cô ta làm chỉ vương gia, liền cầm dao đến định giết Vấn Nhược Nguyệt nhưng Huyền Thần đã ngăn cản và đẩy ngã cô ta. Nam Cung Nhu tiến đến và hứa nếu còn sống sẽ tìm đủ mọi cách giết chết Vấn Nhược Nguyệt. Công chúa ối rồi ôi khóc và nói rằng yêu một người không có gì sai trái. Sở Huyền Thần cảm thấy cô vô vọng nên ra lệnh cho người hầu nhốt cô lại và không bao giờ thả cô ra ngoài. Sở Huyền Thần đến gặp cô. Cô hỏi Sở Huyền Thần liệu anh có quên cô bé đã thích anh từ nhỏ không? Sở Huyền Thần nói rằng anh đương nhiên không quên. Sở Huyền Thần yêu cầu cô chăm sóc bản thân. Công chúa bên hỏi anh có biết vì sao bướm đêm bay vào trong lửa không? Cô nói là do hướng ánh sáng hiện tại không có ánh sáng có ý nghĩa gì. Sở Huyền Thần trầm ngâm nhìn cô. Anh yêu cầu người ở cửa giữ lại và để mắt tới cô ấy. Sở Huyền Thần đến gặp Hoàng đế. Hoàng đế khen ngợi anh đã làm cho người dân không nhặt đồ rơi ở phố Thiên Thủy chỉ trong vài ngày. Ban đêm còn được mở cửa nên anh Hoàng hỏi xem anh muốn thưởng gì. Anh yêu cầu muốn gặp tỷ tỷ của mình. Hoàng đế ra lệnh cho thuộc hạ truyền tin rằng ngày mai đại công chúa sẽ kiểm tra đường Thiên Thủy cho anh và yêu cầu Sở Huyền Thần đến đó gặp đại tỷ anh. Thái tử hỏi Hoàng đế tại sao không trực tiếp giết Sở Huyền Thần. Hoàng đế nói với Thái tử rằng Thịnh Quốc đang canh giữ biên giới và không thể giết Sở Huyền Thần. Ông cũng phàn nàn rằng nếu Thái tử có thể dẫn quân đi giết kẻ thù như Sở Huyền Thần, ông nhất định sẽ giết. Để có một cuộc gặp gỡ hoàn hảo giữa Khiết Vũ và Tô Thất Thiếu, Vân Nhược Nguyệt đã yêu cầu Sở Huyền Thần đóng giả Khiết Vũ, đồng thời yêu cầu Tô Thất Thiếu và Sở Huyền Thần cùng nhau thực hành cảnh gặp gỡ. Sở Huyền Thần gặp chị cả Khiết Vũ trên phố. Khiết Vũ nhờ Sở Huyền Thần đưa cô ấy đi khắp nơi vì Khiết Vũ không thể nhìn thấy nên đã nhờ Vân Nhược Nguyệt giúp đỡ cô ấy. Khi những người khác trên phố nhìn thấy Khiết Vũ, tất cả họ đều chào cô và chào công chúa. Vân Nhược Nguyệt giới thiệu với Khiết Vũ rằng cục thu thập thảo dược nằm ở bên trái đường Thiên Thủy và cũng ở bên phải. Đi thêm một đoạn họ gặp Bùi Hổ, Vân Nhược Nguyệt giới thiệu Bùi Hổ với Khiết Vũ. Khiết Vũ yêu cầu Bùi Hổ bắt mạch cho cô. Lắc đầu nói rằng anh học y chỉ vì người dân phố Thiên Thủy.
Sở Khiết Vũ nói Sở Huyền Thần cùng Vân Nhược Nguyệt mang lại lợi ích cho dân chúng, cô không còn gì để hối hận. Sở Huyền Thần nói với Sở Khiết Vũ phía trước có một trường học, Sở Khiết Vũ nghe xong rất vui vẻ. Chuẩn bị đi xem thì người lính đến báo giờ cho cô rằng đã đến lúc trở về cung điện. Tô Thất Thiếu lo lắng và dùng chiêu bài mời bọn trẻ đọc thơ cùng mình. Nhưng thực chất là đang nói với Khiết Vũ. Sau khi nghe điều này, Khiết Vũ đã đáp lại anh bằng một bài thơ trong nước mắt. Vân Nhược Nguyệt than thở rằng cả Khiết Vũ và Tô Thất Thiếu đều không nói tốt với nhau. Nhưng Sở Huyền Thần nói với cô rằng họ có thể giao tiếp tâm linh mà không cần lời nói. Vân Nhược Nguyệt nói rằng Sở Huyền Thần đã gặp nguy hiểm kể từ khi anh gặp cô. Sở Huyền Thần nói rằng nguy hiểm là nguy hiểm và cô là ánh sáng của anh. Sau khi nghe điều này, Vân Nhược Nguyệt đã cảm động và hôn Sở Huyền Thần. Vân Nhược Nguyệt biết Tiểu Phượng không thích Mạch Ly. Cô cảm thấy cô ấy không phải là chính mình nên khuyên Tiểu Phượng hay đi gặp Mạch Ly nói chuyện. Mặc Trúc hỏi Mạch Ly khi nào chuyện giữa anh và Tiểu Phượng sẽ kết thúc, Mạch Ly cũng không biết. Tiểu Phượng tìm thấy Mạch Ly và định nói chuyện với anh ta. Mạch Ly trông rất bối rối và kiếm cớ lẻn đi. Mặc Trúc không thể chịu đựng được nữa nên đứng dậy và hét lớn để Mạch Ly và Tiểu Phượng đừng vướng vấn nữa và ở bên nhau. Anh ta yêu cầu Tiểu Phượng hét lên sau anh. Mặc Trúc nói với cô rằng trong lòng cô có người đó hay không không quan trọng, điều quan trọng nhất là thích một người. Và thích mọi thứ về anh ấy, Tiểu Phượng hiểu ngay sau khi nghe điều này và vui vẻ chạy đến tìm Mạch Ly và yêu cầu anh nói cho cô biết anh thích ai. Mạch Ly lắp bắp rằng anh thích Tiểu Phượng. Sau khi nghe điều này, Tiểu Phượng rất vui và cảm động rồi hôn anh ngay lập tức. Sở Huyền Thần vào rừng tham gia võ thuật và bí mật hẹn gặp Tam Thái Tử. Sở Huyền Thần nói với ba người rằng cha anh đã bị kẻ phản bội giết chết và anh muốn tìm ra sự thật, mấy người cần phải bắt đầu kế hoạch. Chuyển cảnh tối hôm sau, Vân Nhược Nguyệt và Sở Huyền Thần cùng nhau hẹn hò trong rừng. Sau đó Sở Huyền Thần đưa Vân Nhược Nguyệt đến một cái hang, cô nhìn thấy rất nhiều đom đóm sáng rực cả bầu trời xung quanh. Sở Huyền Thần mời cô ngồi xuống rồi kể cho Vân Nhược Nguyệt chuyện hai người gặp nhau rồi yêu nhau. Anh lấy ra một đôi nhẫn từ phía sau và cầu hôn Vân Nhược Nguyệt trong một hang động lãng mạn. Sở Huyền Thần rất sợ một ngày nào đó Vân Nhược Nguyệt đột nhiên trở lại thế giới của cô. Anh bày tỏ tình cảm của mình với Vân Nhược Nguyệt và hỏi liệu cô có ở lại vì anh không. Cô rất xúc động khi nghe những gì Sở Huyền Thần nói. Cô nói rằng mình bằng lòng ở lại cùng anh, cứ thế hai người ôm nhau hôn nhau hạnh phúc. Ở bên kia trong một khu rừng rộng lớn, một người đàn ông đeo nửa mặt nạ tự nhủ rằng cơ hội đã đến. Bên này Mạch Ly và Tiểu Phượng không thể chịu nổi khi thấy Sở Huyền Thần và Vân Nhược Nguyệt ở cùng nhau nên họ rời đi trước. Tiểu Phượng đổ nước lên tờ tiền giả bị đánh cắp. Các quân cờ trên đó tạo thành nhiều hình dạng khác nhau. Vân Nhược Nguyệt cảm thấy cô đã nhìn thấy hình dạng này ở đâu đó. Và đó là mật mã nên cô phấn khích chạy đi tìm chồng mình. Chuyện này Sở Huyền Thần căn bản không muốn cũng không quan tâm. Hiện tại anh chỉ muốn yêu Vân Nhược Nguyệt đến đầu bạc răng long. Vân Nhược Nguyệt và Sở Huyền Thần sáng sớm thức dậy tình cảm đút cho nhau ăn. Tiểu Phượng thở dài nói rằng quả thực phụ nữ đang yêu có chỉ số IQ bằng 0. Tiểu Phượng nhìn thấy hầu gái riêng của công chúa đang đi về phía họ. Cô lập tức giơ tay của Vân Nhược Nguyệt và phô trương nói rằng chiếc nhẫn Nhược Nguyệt đang đeo thật sáng bóng. Nó là đồ của hoàng tử tặng cho cô. Nghe xong lời này, thị nữ của Nam Cung Nhu trợn mắt nhìn hai người. Nhưng cũng không dám quên chào Vân Nhược Nguyệt. Sở Huyền Thần khoe chiếc nhẫn mà Nhược Nguyệt cảm thấy rất vui vẻ. Đem chiếc nhẫn của mình khoe cho Mặc Trúc cùng những người khác một cách rất vui vẻ, Sở Huyền Thần say rượu đi gặp Vân Nhược Nguyệt. Hai người đang chuẩn bị vào phòng, đột nhiên có một lá thư bay tới, Sở Huyền Thần lập tức dùng tay bắt lấy. Vân Nhược Nguyệt tưởng rằng có sát thủ định gọi điện cho ai đó, nhưng Sở Huyền Thần đã bịt miệng lại và nói với cô rằng đó không phải là sát thủ, mà là người cuối cùng trong danh sách tên Bằng Trúc. Họ hẹn anh gặp vào ngày mai gặp nhau trong khu rừng Trúc. Anh có thể mang theo người mà mình quan tâm nhất. Ngày hôm sau hai người cùng nhau đến một cuộc hẹn. Người đàn ông rủ họ chơi cờ, khi họ đang chơi cờ thì họ bước vào thế giới giả tưởng. Cha của Vân Nhược Nguyệt đang dùng dây xiết cổ mẹ cô, Sở Huyền Thần chĩa kiếm vào Vân Nhược Nguyệt. Anh tự nhủ rằng đây là một cuộc kiểm tra xem mình có bị con gái của kẻ thù lừa gạt hay không. Vân Nhược Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng như vậy và nghe những gì anh nói, cô đã khóc và hỏi tại sao anh không ra tay nếu cô là kẻ thù của anh. Sở Huyền Thần nói với cô rằng anh sẽ không giết cô khi họ kết hôn, nhưng anh cũng bảo Nhược Nguyệt đừng để mình gặp lại cô ấy nữa. Vân Nhược Nguyệt biết anh vẫn chưa buông bỏ được hận thù của mình nên cô quay trở lại trong nhà thu dọn hành lý rời đi. Tiểu Phượng thuyết phục Vân Nhược Nguyệt rằng Sở Huyền Thần chỉ bối rối trong giây lát. Vân Nhược Nguyệt biết rằng mối quan hệ giữa hai người bị chia cắt là do Sở Huyền Thần đau buồn trước cái chết của cha mẹ anh nên cô phải buông tay. Sở Huyền Thần một mình ngồi ở bàn làm việc nhìn chiếc nhẫn trong tay, tự hỏi lòng hận thù của thế hệ trước có thật sự có liên quan đến Vân Nhược Nguyệt hay không. Anh lập tức chạy ra ngoài tìm thấy Vân Nhược Nguyệt đang chuẩn bị rời đi, Sở Huyền Thần không muốn cô rời đi. Anh biết mình không nên tức giận, Vân Nhược Nguyệt không muốn Sở Huyền Thần tự trách mình nên nói với anh rằng cô đã nói dối anh. Cô chỉ đến gần Sở Huyền Thần để hoàn thành nhiệm vụ. Anh không tin những gì Vân Nhược Nguyệt nói. Vân Nhược Nguyệt nói với anh rằng cô đối xử tốt với anh chỉ vì anh có tiền và có thể giúp cô mở phòng khám y tế.
Cô giả vờ lạnh lùng tháo chiếc nhẫn ra và đưa lại cho Sở Huyền Thần. Sau khi Vân Nhược Nguyệt trả lại chiếc nhẫn cho Sở Huyền Thần, cô kiên quyết rời đi. Sở Huyền Thần lấy chiếc nhẫn và những chai rượu bừa bộn đặt trên bàn. Tất cả những điều này cho thấy sự ra đi của Vân Nhược Nguyệt đã ảnh hưởng rất lớn đến anh. Sở Huyền Thần say đến mức hoàn toàn đắm chìm trong nỗi đau mất đi Vân Nhược Nguyệt, không nghe rõ Mặc Trúc đang nói gì. Nhìn thấy Sở Huyền Thần như vậy, Mặc Trúc bất lực lắc đầu. Vân Nhược Nguyệt cũng nhớ Sở Huyền Thần và từng khoảnh khắc cô ở bên anh. Anh không khỏi chạm vào ngón tay từng đeo nhẫn của mình. Nam Cung Nhu chạy tới chăm sóc Sở Huyền Thần lúc anh say rượu. Sở Huyền Thần đã nhầm cô với Vân Nhược Nguyệt. Nam Cung Nhu đỡ Sở Huyền Thần lên giường, đắp chăn cho anh. Cô phát hiện trong tay anh vẫn cầm chiếc nhẫn có Vân Nhược Nguyệt. Cô đặt chiếc nhẫn lên đầu giường rồi cất đi. Vân Nhược Nguyệt đang chữa bệnh cho mọi người trên phố Thiên Thủy. Cô muốn quay lại để cứu người nhưng không may cô bị ngất xỉu. Tình cờ Công Tử Bột nhìn thấy cô và đưa cô về. Trong lúc buồn ngủ, Vân Nhược Nguyệt nghĩ rằng đó là Sở Huyền Thần liên tục gọi tên anh. Sau khi Vân Nhược Nguyệt tỉnh lại, cô cảm thấy mình đã khỏi bệnh. Cô kiên quyết chữa trị cho mọi người bất chấp sự cản trở của người khác. Bởi vì cô muốn rời khỏi đây, rời khỏi Sở Huyền Thần và trở về thế giới của mình. Thấy cô như vậy, Công Tử Bột liền kéo cô, đưa cô đến nơi cô nên đi để quên đi nơi này và Sở Huyền Thần. Vân Nhược Nguyệt cảm thấy thà chết vì bệnh còn tốt hơn. Em trai của Sở Huyền Thần nhìn thấy rõ ràng hai người yêu nhau nhưng lại vội vàng chia tay nên cả hai đều rất đau khổ. Vừa lúc bọn họ nhìn thấy Nam Cung Nhu ôm cánh tay Sở Huyền Thần đi về phía bọn họ. Hai người đi ngang qua nhưng cả hai đều không ngoan cố quay đầu lại. Khi Vân Nhược Nguyệt quay trở lại y quán, cô có thể nhìn thấy Sở Huyền Thần ở mọi ngóc ngách của y quán. Cô quyết định đóng cửa y quán. Trước khi rời đi, cô muốn gặp một người trước. Cô đến phủ của hoàng tử để gặp Nam Cung Nhu. Cô đã nói với Nam Cung Nhu rất nhiều về Sở Huyền Thần. Cô muốn Nam Cung Nhu thay mặt cô chăm sóc anh chu đáo. Vân Nhược Nguyệt đang cứu người trên đường. Hệ thống nhắc nhở cô tính đến thời điểm hiện tại đã cứu được 9.985 người nên cô có thể sớm quay về. Nhìn con số này lẽ ra Vân Nhược Nguyệt phải vui mừng nhưng cô lại không thể vui được. Sở Huyền Thần mỗi ngày đều dùng rượu để giải sầu. Mỗi góc trong cung điện đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Vân Nhược Nguyệt. Nam Cung Nhu cảm thấy tất cả là do Vân Nhược Nguyệt mà Sở Huyền Thần mới như vậy. Khi Vân Nhược Nguyệt đang khám bệnh trên đường Thiên Thủy, Sở Huyền Thần không khỏi nhớ đến cô. Anh chạy tới tìm cô, hai người vừa mới trò chuyện vài câu một người ngất đi. Vân Nhược Nguyệt vội vàng yêu cầu họ đặt người đó nằm xuống đất và cho người đó uống thuốc. Đây cũng là bệnh nhân thứ 10.000 được cô cứu sống. Nhìn thấy Vân Nhược Nguyệt chuẩn bị rời đi, Sở Huyền Thần cũng không còn có thể quan tâm cái gì khác. Anh nói với Vân Nhược Nguyệt rằng mình rất yêu cô. Vân Nhược Nguyệt thấy vậy cũng tha thứ cho anh. Hai người ôm nhau làm hòa, khi camera quay lại hai người vẫn đang ở trong rừng. Hóa ra mọi chuyện chỉ là ảo ảnh, sau sự việc này cả hai người quyết định không bao giờ chia xa nữa. Người đàn ông nói với cả hai rằng tất cả chỉ là ảo ảnh, mẹ của Sở Huyền Thần không bị ai giết. Nói xong, người đàn ông tháo mặt nạ ra, Vân Nhược Nguyệt nhìn ra người đàn ông đó chính là cha cô. Sở Huyền Thần cũng hiểu vì sao hắn được yêu cầu mang theo người mình quan tâm nhất. Bởi vì người đó muốn anh biết trong lòng mình yêu hay hận quan trọng hơn. Tôi muốn anh ấy biết nhiều hơn nữa rằng nếu không biết yêu một người thì làm sao có thể yêu được mọi người trên thế giới. Màn trình diễn của Sở Huyền Thần đã không làm cha của Vân Nhược Nguyệt thất vọng. Sở Huyền Thần không hiểu tại sao lại không nói cho hắn biết sự thật. Hóa ra tất cả những chuyện này đều là do hắn thiết kế để bảo vệ con gái mình là Vân Nhược Nguyệt, bao gồm cả việc tìm kiếm đội hình bằng trúc. Hoàng tử tổ chức đám cưới hoành tráng cho Mạch Ly và Tiểu Phượng tại cung điện. Mặc Trúc đã nói đùa với Mạch Ly rằng hoàng tử rất tốt với mình và nhường phòng cho hai người tổ chức hôn lễ. Mạch Ly hy vọng Sở Huyền Thần và Vân Nhược Nguyệt có thể đến dự đám cưới của họ. Vân Nhược Nguyệt cũng chữa khỏi mắt cho tỷ tỷ của Sở Huyền Thần. Tô Thất Thiếu đưa cô ấy đến dự đám cưới của Mạch Ly và Tiểu Phượng khi việc chuẩn bị cho hôn lễ bắt đầu. Vân Nhược Nguyệt và Sở Huyền Thần cũng xuất hiện tại hôn lễ. Bọn họ thấy hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Hoàn toàn quên mất nhân vật chính hôm nay là Mạch Ly và Tiểu Phượng. Vua biến chất chủ trì hôn lễ cho hai người. Đám cưới diễn ra vô cùng sôi nổi, nhìn thấy cảnh tượng này Vân Nhược Nguyệt không khỏi bật cười. Hệ thống nhắc nhở Vân Nhược Nguyệt rằng nhiệm vụ cứu người của cô đã hoàn thành và thời gian đếm ngược 4 giờ để trở về đã bắt đầu. Vân Nhược Nguyệt tìm thấy một người khác trong cơ thể Tiểu Phượng, Triệu Sư Phụ và hai người thảo luận xem phải làm gì. Triệu Sư Phụ bảo Vân Nhược Nguyệt chuẩn bị và đã đến lúc cô phải nói lời tạm biệt với họ. Sở Huyền Thần đang chuẩn bị rời đi cùng Vân Nhược Nguyệt. Vân Nhược Nguyệt hỏi anh có nguyện ý rời đi thế giới của mình hay không. Sở Huyền Thần nói rằng thế giới có Vân Nhược Nguyệt là thế giới của anh, sau đó cả hai cùng biến mất. Và bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy hay thì đừng ngần ngại để lại cho mình một like và một subscribe để tiếp thêm động lực ra thật nhiều video mới nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.